Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 170. Hà Tử Trần mời Ngô Bình và Nguyệt Thanh Ảnh vào trong nhà, căn này không lớn, nằm trong một rừng trúc rộng mấy chục mẫu nên vô cùng yên tĩnh. Trong sân có hơn chục con mèo với đủ mọi giống đang nhàn nhã đi qua đi lại, nhìn thấy Hà Tử Trần đi vào, chúng lập tức kêu meo meo. Nguyệt Thanh Ảnh vươn tay ra, một con mèo đen mập mạp nhanh chóng nhảy vào lòng cô ấy, sau đó cọ tới cọ lui trên người cô. Nguyệt Thanh Ảnh cười nói, Hắc Bá Vương, mày lại mập lên rồi, sau này đừng có tham ăn nữa, không thì mày sẽ biến thành hắc mập đấy. Hà Tử Trần vung tay lên, lũ mèo lập tức ngoan ngoãn đi vào trong một ngôi nhà ở phía bên trái, đó chính là nhà của chúng. Sau đó, cô ấy mời Nguyệt Thanh Ảnh và Ngô Bình vào phòng khách, tiếp theo tự mình rót nước pha trà rồi nói, anh Bình, nếu anh không đến thì em cũng tới tìm anh nhờ vả chút việc. Ngô Bình, Tử Trần, có việc gì à? Cô gái ban nãy bảo bố và ông nội em đang bị điều tra ư? Hà Tử Trần thở dài nói, anh Bình, từ 700 năm trước, nhà họ Hà em đã có một thiên kiêu tuyệt thế xuất hiện và lấy được hai viên đan dược ở Thiên Khuyết, chúng là Đại Thánh Đan và Thiên Tử Đan. Hai viên đan dược này có khí tượng rất phi phàm. Đại Thánh Đan có thể giúp người ương đột phá lên cảnh giới Đại Thánh tầng thứ 8 của đạo cảnh. Còn Thiên Tử Đan thì khiến người uống thăng chức lên thành thiên tử của tiên giới nguyên sử. Hai viên đan dược này do năm chi của nhà họ Hà thay phiên nhau bảo vệ. Bắt đầu từ năm ngoái, đến lượt chi thứ 3 của nhà em bảo quản. Bố và ông em rất coi trọng việc này nên đã để chúng ở một nơi rất an toàn, đến em còn không biết ở đâu. Nhưng không hiểu sao, hai viên đan dược đã bị mất trộm. Ngô Bình ngẩn ra, cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Một vật quý giá như vậy đã được cất giữ rất bí mật mà vẫn có thể mất được. Hơn nữa rốt cuộc là ai có thể lấy trộm chúng đi dưới sự trông coi của cao thủ chứ? Nguyệt Thanh Ảnh ngẫm nghĩ rồi nói, Tử Trần, rốt cuộc đan dược được cất ở đâu? Hà Tử Trần, sau đó em mới biết là ông em chất chúng ở một không gian bí ẩn trong người mình. Ông em bảo dù ông có bị kẻ khác giết hại thì họ cũng không thể tìm thấy không gian ấy. Vì một khi ông chết thì không gian sẽ tự sụp đổ, đan dược ở bên trong cũng sẽ bị hủy. Ngô Bình, đúng là khó tin. Xét về lý thì không thể có người lấy trộm đan dược đi được. Hà Tử Trần cười trừ, đúng vậy, vì thế đến ông em cũng thấy bất ngờ. Các chi khác thì bắt đầu nghi ngờ là ông em đã lén uống đan dược nên bắt đầu tra hỏi bố và ông. Ngô Bình suy nghĩ một lát rồi hỏi, Tử Trần, em muốn anh giúp em thế nào? Hà Tử Trần, tuy đan dược đã bị mất, nhưng vẫn còn hai luồng khí tức ở lại. Ông em rất cảnh giác nên đã giữ chúng, nhưng ông không thể đoán ra chúng là gì. Anh Bình, anh là cao thủ luyện đan nên em nghĩ anh có thể tìm ra được manh mối. Ngô Bình hỏi, em đang giữ chúng à? Hà Tử Trần gật đầu, ông và bố giờ đang bị giữ nên đành bảo em đi điều tra chuyện này. Sau đó, cô ấy lấy hai cái bình nhỏ ra, một bình màu đỏ, một bình màu trắng rồi đặt khẽ lên bàn. Khí tức ở trong đây, Hà Tử Trần nói, nếu đến anh cũng không có phát hiện gì thì em cũng chịu hẳn rồi. Ngô Bình cầm cái bình màu đỏ lên nhưng không mở ra, mà anh dùng đôi mắt nhìn thấu vạn vật để quan sát. Anh thấy khí tức trong bình này hóa thành một em bé đang bay qua bay lại trong không gian chật hẹp, nó còn nhíu mày trông rất đáng yêu. Anh như có điều suy nghĩ rồi lại cầm cái bình màu trắng lên xem. Trong bình này có một thiếu niên mặc y phục của hoàng đế đang ngồi trên mây, trông hệt như một vị vua oai phong. Anh mở bình ra thì hình ảnh bên trong chợt biến mất rồi hóa thành một luồng khí tức màu xanh rất nhạt mà mắt thường gần như không nhìn thấy được. Ngô Bình vội vàng đóng nắp lại rồi bật cười. Hà Tử Trần cuống lên hỏi, anh Bình, giờ là lúc nào rồi mà anh còn cười? Ngô Bình hỏi, Tử Trần, khi người ta giao đan dược cho ông em thì có hiện tượng lạ gì không? Hà Tử Trần, có, khi ấy hai viên đan dược đều phát sáng, ánh sáng của Đại Thánh Đan như đóa hoa sen, còn ánh sáng của Thiên Tử Đan thì như một cái xe kéo. Nhưng ông em không nghĩ gì nhiều. Dẫu sao chúng cũng là những viên đan dược thần kỳ nên có hiện tượng như vậy cũng là bình thường. Ngô Bình gật đầu, thế thì đúng rồi. Hà Tử Trần hỏi, đúng gì cơ? Ngô Bình, chúng là đan dược đạo cảnh, do tồn tại quá lâu nên đã thành tinh rồi. Đan dược thành tinh kiểu này được gọi là đan tinh.
Hà Tử Trần trợn tròn mắt, đan tinh ư. Nguyệt Thanh Ảnh cũng tò mò hỏi, anh Bình, hai luồng khí tức ấy chính là đan tinh sao? Ngô Bình, đúng thế, dược lực của chúng có thể khiến người ta đột phá lên tầng thứ 8 đạo cảnh hoặc trở thành thiên tử, chứng tỏ bản thân chúng đã có sẵn những thực lực này rồi. Một thiên tử và một cảnh giới tầng thứ 8 đạo cảnh mà muốn trốn thì người khác đó mà nhìn thấy được. Hà Tử Trần, có thể cho chúng biến lại thành hình dáng ban đầu được không? Ngô Bình, được, nhưng anh khuyên là không nên làm thế, dược lực của đan tinh nhiều hơn đan dược nhiều. Hà Tử Trần đứng bật dậy, em sẽ đi gặp ông ngay để báo cho ông biết tin vui này. Ngô Bình cản cô ấy lại, đừng. Hà Tử Trần nghi hoặc hỏi, tại sao ạ? Nguyệt Thanh Ảnh cười nói, ban nãy chúng ta đã thấy thái độ của người khác rồi, chứng tỏ có chi khác của nhà họ Hà đang chĩa vào chi nhà em. Giờ em mà nói chuyện này ra thì khả năng cao sẽ bị người ta hạ độc thủ. Hà Tử Trần lập tức dựng tóc gáy, sau đó hiểu ra rồi lẩm bẩm, đúng, không thể để họ biết chuyện này được. Nguyệt Thanh Ảnh, Tử Trần, nếu họ muốn nhắm vào chi nhà em thì nhất định sẽ tìm cơ hội. Hà Tử Trần, gia chủ bảo ngày kia sẽ tổ chức đại hội gia tộc, nếu họ hành động thì nhất định sẽ chọn ngày đó. Ngô Bình, vậy thì chờ đến đại hội, khi ấy tất cả mọi người trong tộc đều có mặt, mình cũng sẽ vạch trần chân tướng. Hà Tử Trần, nhưng mấy ngày qua họ đã bắt đầu hành động dần rồi, đến đám hạ nhân còn dám thái độ với em. Hai, em sợ họ sẽ gây bất lợi cho nhà em tiếp. Ngô Bình, có anh đây rồi mà, em yên tâm. Anh ở đây rồi thì họ không thể làm gì em cùng người nhà em được đâu. Hà Tử Trần cảm động nói, anh Bình, nếu anh không đến thì em thật sự không biết phải làm sao. Bọn họ đang nói chuyện thì có một cô hầu gái đi vào, tiểu thư, Lệ công tử lại đến đòi gặp người ạ. Hà Tử Trần mất kiên nhẫn nói, bảo ta không có nhà. Cô hầu gái vừa định lên tiếng thì có tiếng cười vọng từ bên ngoài vào, Tử Trần. Em không muốn gặp anh thế à? Giờ em đang gặp khó khăn, mà chỉ có nhà họ Lệ anh mới giúp được thôi. Hà Tử Trần tức giận nói, Lệ Cửu Tiết, anh có thôi đi không hả? Một công tử mặc đồ đen đi vào, khi nhìn thấy Ngô Bình và Nguyệt Thanh Ảnh cũng ở đây thì hắn cười nói, Nguyệt Đại Tiểu Thư đây mà, cô cũng ở đây à? Nguyệt Thanh Ảnh nói, Lệ Cửu Tiết, da mặt anh ngày càng dày đấy, không mờ mà tự đến. Lệ Cửu Tiết thở dài nói, tôi cũng chỉ đến lo việc giúp Tử Trần thôi mà. Nếu cô ấy chịu lấy tôi thì nhà tôi đã làm hậu thuẫn cho cô ấy rồi. Cô nhìn đi, làm gì có chi nào của nhà họ Hà dám vô lễ với nhạc phụ đại nhân của tôi chứ? Hà Tử Trần cười khẩy, anh đang nằm mơ đấy à? Lệ Cửu Tiết cau mày nói, Tử Trần, giờ là lúc nào rồi mà em còn không nhìn rõ tình hình thế hà? Những chi khác đang âm mưu quật đổ chi của em rồi. Mấy năm qua, chi nhà em phát triển tốt nhất nên làm họ thấy bị đe dọa đấy. Hà Tử Trần, cảm ơn anh quan tâm nhưng đây là chuyện nhà tôi, không phiền anh lo. Lệ Cửu Tiết thở dài nói, em phải nghĩ cho kỹ, không có sự giúp đỡ từ nhà anh thì chi nhà em sẽ bị các chi khác nghiền cho ra bã đấy. Hà Tử Trần, nhà tôi không yếu như anh tưởng đâu, không phải ai muốn chèn ép là chèn ép được. Lệ Cửu Tiết lắc đầu, anh vào trong ngồi được không? Không, mời anh về cho, Hà Tử Trần không chút khách sáo. Lệ Cửu Tiết nhíu mày, sau đó nhìn Ngô Bình rồi nói, tại sao người này lại được ở đây? Hà Tử Trần, vì anh ấy là chồng sắp cưới của tôi, là người mà tôi sẽ lấy làm chồng. Lệ Cửu Tiết lập tức híp mắt lại, em nói gì? Người em sẽ lấy ư, anh ta. Hà Tử Trần, làm sao? Anh ấy mạnh hơn anh cả trăm lần, à không, cả vạn lần chứ. Lệ Cửu Tiết bật cười, mạnh hơn anh, tu sĩ thanh niên mạnh hơn anh ở tiên. Giới nguyên sử còn chưa ra đời đâu. Nguyệt Thanh Ảnh thờ ơ nói, người đứng đầu đại hội quần hùng có mạnh hơn anh không? Lệ Cửu Tiết giật bắn mình, người đứng đầu đại hội quần hùng ư. Hắn nhìn Ngô Bình rồi lại nhìn sờ nát Hà Tử Trần, người đứng đầu là anh ta sao? Hà Tử Trần cười nói, đúng thế, ngoài ra anh ấy còn là thầy luyện đan lục tử đỉnh, luyện đại gia viên đan dược nào cũng bán được cả trăm tỷ. Lệ Cửu Tiết, đừng so người nữa, đến cả gia tộc nhà anh cũng không bằng một cái móng tay của anh Bình đâu. Tuy câu này hơi khoa trương,
nhưng Lệ Cửu Tiết đã như quả bóng xì hơi. Hắn biết rõ núi Nguyên Sử là một nơi thế nào, người này đã đứng đầu đại hội quần hùng thì chắc chắn sau này sẽ có liên quan tới núi Nguyên Sử, đúng là nhà hắn không thể so bì được. Lệ Cửu Tiết thở dài nói, không ngờ tôi có thể gặp cường giả đứng đầu đại hội quần hùng ở đây, vinh hạnh. Hắn chắp tay rồi quay đầu bỏ đi, nhưng mới đi được vài bước đã đứng lại nói, nhưng chuyện của Hà thì e người ngoài không thể giải quyết được đâu, nói xong câu này là hắn bỏ đi luôn. Lệ Cửu Tiết đi rồi, Hà Tử Trần mới nói, anh Bình, chi nhà em cũng thường mua đan dược của Tử Đỉnh Môn, nhưng giá họ đưa ra cao quá, hơn nữa còn hạn chế số lượng mua. Anh có thể luyện chế ít đan dược cho nhà em được không? Đây chính là sở trường của Ngô Bình nên anh cười nói, được chứ? Hà Tử Trần lấy hai viên đan dược ra rồi nói, ngoài Thiên Tư Đan, Vạn Pháp Đan và Lục Phúc Đan ra, ông em còn thường mua hai loại đan dược này. Một là Thượng Bí Đan có thể giúp tu sĩ bí cảnh lĩnh ngộ được bí lực mạnh mẽ. Hai là Bí Thần Đan có thể tăng xác suất ngưng tụ bí thần. Ngô Bình đã từng luyện đan dược loại này nên nói, hai loại này anh đều luyện chế được, chúng không phải đan dược cao cấp gì, Tử Đỉnh Môn bán chúng với giá bao nhiêu. Hà Tử Trần, tuy không phải đan dược cao cấp, nhưng chúng rất quan trọng với tu sĩ bí cảnh nên cả hai đều được săn lùng ghê lắm. Ví dụ như một viên Thượng Bí Đan tam phẩm cũng có giá 1 tỷ tiền tiên. Đương nhiên còn đan dược cấp nhị phẩm và nhất phẩm nữa nhưng Tử Đỉnh Môn không bán cho nhà em. Dù là Thượng Bí Đan tam phẩm thì họ cũng chỉ bán cho nhà em 300 viên một năm thôi. Ngô Bình, Bí Thần Đan thì sao? Hà Tử Trần, Bí Thần Đan thì quý hơn, đan dược tứ phẩm cũng có giá 5 tỷ tiền tiên, còn tam phẩm thì là 40 tỷ. Nghe nói đan dược nhất phẩm thì họ bán với giá 200 tỷ. Ngô Bình, thế thì đắt quá. Hiệu quả của đan dược này khá giống Cự Thần Đan mà anh từng luyện chế. So ra còn kém hơn đan dược của anh một chút. Nhưng Cự Thần Đan cực phẩm anh mới bán có 500 triệu tiền tiên. Hà Tử Trần, anh Bình, em hy vọng anh có thể luyện được 5 loại đan dược này cho nhà em. Ngô Bình, được mà, 3 loại trước đoa anh đã luyện chế cho Nguyệt Thị rồi. Thượng Bí Đan thì mỗi năm anh sẽ luyện cho nhà em 500 viên, hơn nữa còn toàn là cấp cực phẩm, mỗi viên có 5 tỷ thôi. Còn có Bí Thần Đan cực phẩm nữa. Anh có thể cung cấp 60 viên, mỗi viên 500 tỷ. Hà Tử Trần mừng rỡ, tốt quá rồi. Có các đan dược ấy thì chi nhà em sẽ nhanh chóng phát triển vượt các chi khác. Ngô Bình, giờ không có việc gì thì anh đi luyện đan luôn nhé. Cứ thế, Ngô Bình đã vào phòng luyện đan làm việc, mãi đến tối ngày hôm sau mới đi ra ngoài. Khi anh xuất hiện, Hà Tử Trần đang nói chuyện với 3 người khác ở phòng khác, họ đều còn trẻ. Trong đó có 2 nam 1 nữ. Cô gái chính là người mà Ngô Bình đã gặp lúc mới đến. Cô ta nói, Hà Tử Trần, cô đừng ngoan cố nữa, chắc chắn đan dược đã bị chi nhà cô độc chiếm rồi. Mau giao chúng ra đây, không thì bố và ông cô đều sẽ bị nghiêm trị. Đến lúc đó, cô có hối hận thì cũng không kịp đâu. Hà Tử Trần thờ ơ nói, Hà Tích Nhược, tôi đã nói rồi, chúng tôi không độc chiếm đan dược, là các người vụ oan giáng họa. Cô gái tên là Hà Tích Nhược là đại tiểu thư chi thứ nhất của Hà Thị, từ nhỏ đã bị lép vé trước Hà Tử Trần nên giờ khi chi nhà Hà Tử Trần xảy ra chuyện, đương nhiên cô ta sẽ dậu đổ bìm leo, không cho Hà Tử Trần cơ hội trở mình. Tử Trần, tôi đã cho cô cơ hội rồi nhưng cô không biết tận dụng. Nếu có chuyện gì thì đừng trách tôi không nhắc. Một người đàn ông cao gầy mặc đồ đen cười mỉa, Hà Tử Trần, chúng tôi nhận được lệnh đến tìm tung tích của đan dược. Bây giờ. Tôi phải lục soát nơi này, đồng thời còn phải soát người cô nữa. Hà Tử Trần tức giận nói, các người dám. Người đàn ông áo đen hừ mạnh nói, đây là mệnh lệnh của gia chủ, cô dám chống lại à? Hà Tử Trần nắm chặt ta thành quyền, anh lục soát thử tôi xem. Người đàn ông cười khẩy, sau đó giơ tay vồ về phía Hà Tử Trần, tu vi của gã cao hơn cô ấy nên định cậy mạnh. Gã vừa giơ tay ra thì đã bị Ngô Bình túm lấy cổ tay rồi nói, Tử Trần đã bảo không được lục soát thì các người mau về đi. Người đàn ông thấy một người ngoài như Ngô Bình dám cản mình thì tức tối quát, anh là cái thá gì mà dám lo chuyện nhà họ hả à? Chán sống rồi à? Dứt lời, tay khác của gã tung một sát quang ra, trong đó có khí tức hôi thối cùng tiếng quỷ khóc,
đây là một phép thần thông rất lợi hại. Thấy thế, Ngô Bình tung một chưởng ra đỡ, tất cả sát quang đều phản phệ vào mặt người đàn ông. Gã lập tức ôm mặt lùi lại, sau đó la hét đau đớn, gương mặt gã nhanh chóng bị ăn mòn như bị nung chảy. Sau những tiếng la hét thê thảm, cả người gã đã biến thành một chất lỏng, trông vô cùng thảm thương. Hà Tích Nhược nhìn thấy người đi cùng mình bị giết thì biến sắc mặt, sau đó nghiêm giọng nói, Hà Tử Trần, cô dám cấu kết với người ngoài rồi hại chết người trong tộc. Cô cứ chờ đấy, tôi sẽ đi mách các tộc lão. Thấy đánh không lại, Hà Tích Nhược bỏ lại một câu rồi lập tức dẫn những người còn lại bỏ đi. Họ đi rồi, Hà Tử Trần mới thở dài nói, xem ra hôm nay chắc chắn sẽ có chuyện, kiểu gì họ cũng quay lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngô Bình, không cần nương tay với đám này. Hà Tử Trần, chắc em phải gọi vài vị trưởng bối đến họp bàn kế sách thôi. Cô ấy lập tức đi mời các trưởng bối của chi khác. Hà Tử Trần đi một lúc lâu sau mới về, nhưng vẻ mặt thì nhăn nhó. Nguyệt Thanh Ảnh vội hỏi, Tử Trần, sao rồi? Hà Tử Trần buồn bã nói, họ đều trách nhà em, họ bảo tại nhà em thì họ mới bị như bây giờ. Nguyệt Thanh Ảnh, chắc họ đã bị người của các chi khác thuyết phục rồi nên mới phản bội nhà em. Hà Tử Trần bất lực ngồi xuống rồi lẩm bẩm, nếu như thế thì dù chân tướng có phơi bày thì chi nhà em cũng phải giải tán mất. Nguyệt Thanh Ảnh nói, giải tán thì gen tán, các chi nhà họ Hà luôn tranh đấu với nhau, gia tộc nhà em đang thiếu một người có tiếng nói nhất. Chị thấy bác trai có thể nhân đây trở thành nhân vật này. Hà Tử Trần, ý chị là bỏ những người khác lại thì nhà em có thể đi xa hơn ư? Nguyệt Thanh Ảnh, đúng thế, Tử Trần, em đừng quên là anh Bình đến Nguyệt Thị xong thì đã khiến Nguyệt Thị thay đổi như thế nào. Không nói những cái khác, riêng đan dược mà anh ấy luyện chế thôi cũng đủ khiến các chi khác phải thòm thèm rồi. Huống hồ, em còn là người phụ nữ của anh Bình, mà anh ấy là ai chứ? Là người đứng đầu của Đại hội Quần Hùng, là khách quý cu ớt núi Nguyên Sử đó. Với thân phận như vậy, những người khác phải lấy lòng em còn không kịp ấy chứ. Nguyệt Thanh Ảnh là người ngoài nên rất tỉnh táo, chuyện vốn đang rối, nhưng qua lời của cô ấy lại biến thành chuyện tốt. Hà Tử Trần nhìn sờ nát Ngô Bình, sau đó gật đầu thật mạnh, chị, em hiểu rồi. Nguyệt Thanh Ảnh, em hãy tung tin người đứng đầu Đại hội Quần Hùng đang ở đây trước đi đã. Hà Tử Trần cử ngay vài người đi. Không lâu sau thì cả Hà Thị đã biết tin là Ngô Công Tử người đứng đầu Đại hội Quần Hùng đang có mặt ở Hà Thị, hơn nữa sau này còn lấy Hà Tử Trần làm vợ. Tin tức vừa tung ra, Hà Thị đã chấn động, tất cả mọi người đều thi nhau liên tưởng đến nhiều chuyện như tương lai của Hà Thị, tương lai của Ngô Công Tử cùng những gì mà anh mang đến cho gia tộc mình. Sau đó, tin tức thứ hai cũng bùng nổ, Thiên Tư Đan, Vạn Pháp Đan và Lục Phúc Đan mà Hà Thị mua đều do Ngô Bình luyện chế. Anh còn là thầy luyện đan lục tử đỉnh. Nhưng sự thật thì anh có trình độ thất tử đỉnh. Sau khi tung hai tin này ra, Nguyệt Thanh Ảnh nói, Tử Trần, hình như Thiên Nguyên có một động kim đỉnh kiểm tra trình độ của thầy luyện đan đúng không? Động kim đỉnh từng là nơi mà một thầy luyện đan kim đỉnh luyện đan. Sau khi người đó đi rồi thì đã để các tài nguyên cùng truyền thừa của mình ở lại. Nhưng ông ấy cũng đã bày một trận pháp khảo hạch. Chỉ thầy luyện đan nào có trình độ từ thất tử đỉnh trở lên thì mới có thể nhận được truyền thừa. Hà Tử Trần, vâng, nhưng động ấy của nhà họ Thạch, mà quan hệ giữa nhà em với họ không được tốt, chắc họ không đồng ý cho mình vào đâu. Ngô Bình hỏi về động đó, sau khi biết đó là nơi một thầy luyện đan kim đỉnh từng luyện đan thì anh lập tức hào hứng nói, chắc anh có thể đi thử. Nguyệt Thanh Ảnh sáng mắt nói, anh Bình, ý anh là Phương Thanh Thanh ư? Ngô Bình gật đầu, có Phương Thanh Thanh hậu thuẫn từ trong thì chắc Thạch Thị sẽ đồng ý thôi. Hà Tử Trần, Thạch Thị thường cầm người ngoài vào động ấy, đương nhiên cũng có người chịu bỏ tiền ra để được vào. Nguyệt Thanh Ảnh, thế mình cứ thử đi, để em liệt lạc với Phương Thanh Thanh. Lúc tạm biệt Phương Thanh Thanh, Nguyệt Thanh Ảnh đã đưa cho cô ấy một miếng ngọc phù truyền tin. Cô ấy nói qua với Phương Thanh Thanh về chuyện Ngô Bình muốn vào động kim đỉnh. Phương Thanh Thanh nhận được tin xong thì đồng ý ngay, sau đó nhắn là lát sẽ trả lời cụ thể. Quả nhiên không lâu sau, Phương Thanh Thanh đã gọi Ngô Bình và Nguyệt Thanh Ảnh tới.
Ba người thấy không còn sớm nữa nên lập tức đi ngay đến địa bàn của Thạch Thị. Phương Thanh Thanh đã đứng chờ sẵn ngoài cổng, nhìn thấy Nguyệt Thanh Ảnh và Ngô Bình, cô ấy. Chạy ngay lên đón, công tử, chị. Nguyệt Thanh Ảnh, Phương cô nương, cô đã nói với gia chủ nhà họ Thạch về chuyện chúng tôi muốn vào động Kim Đỉnh chưa? Phương Thanh Thanh gật đầu, em đã nói với bác Thạch rồi, bác bảo đây là chuyện nhỏ, bác đang chờ mọi người đấy, để em dẫn đường. Bọn họ vừa vào phòng khách ngồi thì có một người đàn ông trung niên bước tới, người này có gương mặt uy nghiêm, tai to mặt lớn. Phương Thanh Thanh vội nói, bác Thạch, đây chính là công tử và chị gái đã cứu cháu, không có họ thì chắc cháu không sống sót mà tới đây được. Gia chủ nhà họ Thạch gật đầu nói, Ngô công tử, Nguyệt cô nương, tôi là Thạch Trung Kiếm gia chủ của nhà họ Thạch, cảm ơn hai vị. Ngô Bình, Thạch gia chủ đừng khách sáo. Thạch Trung Kiếm, Nguyệt cô nương là người của Nguyệt Thị ở Thần Châu à? Nguyệt Thanh Ảnh, vâng. Thạch Trung Kiếm cười nói, nghe nói Thần Châu có vài mỹ nữ, tôi đã nghe danh của cô Nguyệt rồi. Nguyệt Thanh Ảnh, gia chủ quá khen. Sau đó, ông ấy nói với Ngô Bình, Ngô công tử, tôi nghe Thanh Thanh bảo cậu muốn vào động Kim Đỉnh hả? Ngô Bình, đúng, mong gia chủ cho phép. Thạch Trung Kiếm. Giờ động ấy do nhà tôi quản lý, người ngoài cũng được vào, nhưng phải trả một khoản tiền lớn. Hơn nữa, nếu lĩnh ngộ được thứ gì ở trong đó thì cũng phải giao nộp cho chúng tôi. Ngô Bình không có hứng thú với đồ đạc trôn động, dẫu sao trình luyện đan của anh cũng rất cao rồi, thầy luyện đan Kim Đỉnh kia chưa chắc đã giỏi bằng anh. Vì thế, anh nói, tôi chỉ vào kiểm tra thôi, còn đồ trong động thì tôi sẽ không lấy gì hết. Thạch Trung Kiếm cười nói. Nếu vậy thì đơn giản rồi, nể mặt Thanh Thanh, tôi sẽ giảm nửa phí cho cậu, đưa 50 tỷ thôi là được. Phương Thanh Thanh hơi nhăn mặt, cô ấy đã nói chuyện trước với Thạch Trung Kiếm rồi mà giờ ông ấy vẫn lấy tiền của Ngô Bình. Xong, Ngô Bình không thấy có vấn đề gì nên nói, cảm ơn, sau đó, anh lấy tiền ra trả luôn. Thạch Trung Kiếm nhận tiền xong thì cười nói, để tôi cho người dẫn các cậu đi. Không lâu sau có một người trông giống quản gia đi tới dẫn đường cho nhóm Ngô Bình. Sau khi rời khỏi Thạch Phủ, Phương Thanh Thanh buồn bã nói với Ngô Bình, Ngô công tử, xin lỗi anh, cô ấy thấy mình làm việc không tốt nên Thạch gia chủ mới lấy tiền Ngô Bình. Ngô Bình, thu tiền cũng bình thường mà, thế càng không nợ nần nhau. À, tôi đưa thêm cho cô 50 tỷ nữa, lát cô đưa lại cho Thạch Trung Kiếm nhé. Phương Thanh Thanh ngẩn ra, công tử. Anh giận rồi à? Nguyệt Thanh Ảnh cười nói, Phương cô nương, anh Bình là thầy luyện đan thất tử đỉnh, sau khi vào động kiểm tra khéo cũng có trình độ ngang với chủ cũ của nơi đó. Anh ấy có trình độ như vậy rồi thì không muốn mang ơn người khác. Thạch thị lấy tiền làm chúng tôi mừng quá chứ. Người quản gia nghe thấy thế thì bĩu môi thầm nói nhóm Ngô Bình chém gió, thầy luyện đan lục tử đỉnh đã hiếm rồi, nói chi đến thầy luyện đan. Phương Thanh Thanh như có điều suy nghĩ rồi gật đầu, chị, em hiểu rồi. Nguyệt Thanh Ảnh nói, không phải ai cũng có thể bắt anh Bình mang ơn được, muốn làm vậy là phải nhờ duyên, nhưng có nhiều người không biết điều đó. Nghe cô ấy nói vậy, người quản gia không nhìn được nói, Nguyệt cô nương, nếu nói đến thầy luyện đan thì có ai hơn được tử đỉnh môn ở Thiên Nguyên chứ, thích mua đan dược nào ở đó chẳng được. Nguyệt Thanh Ảnh, thế ư? Các ông có mua được thiên tư đan nhất phẩm của tử đỉnh môn không? Còn vạn pháp đan nhất phẩm nữa? Người quản gia nói, vì hai loại đó vốn không có nhất phẩm, tử đỉnh môn mới chỉ luyện chế được nhị phẩm thôi. Nguyệt Thanh Ảnh, họ không có nhưng anh Bình có đấy. Thấy người quản gia có vẻ không tin, Nguyệt Thanh Ảnh cũng không thèm giải thích mà cất bước đi tiếp. Cuối cùng họ cũng đến gần động Kim Đỉnh, động này nằm trong một khe núi. Bốn mùa ở đây đều là mùa xuân, nhưng bên trong chẳng có ai. Trước động có một ngôi nhà, hiện đang có mấy người trông coi ở đây. Nói là trông coi nhưng thật ra cũng chẳng có ai vào động, dẫu sao chưa có trình độ thầy luyện đan thất tử đỉnh thì có vào cũng vô dụng. Quản gia dẫn nhóm Ngô Bình đến nơi rồi nói, Ngô công tử, cậu có thể vào một mình. Lúc này trời đã tối đen, Ngô Bình nói với Nguyệt Thanh Ảnh và Hà Tử Trần, hai em chờ anh một lát nhé. Dứt lời, anh đi thẳng vào trong.
Ngô Bình vừa vào thì quản gia đã cười nói, thứ khó nhất trong động kim đỉnh chính là khảo hạch vào cửa, từ sau khi Thạch Thị tiếp quản nơi này đến nay, chưa có ai qua được vòng này cả. Nhưng Nguyệt Thanh Ảnh lại rất tự tin về Ngô Bình, cô ấy nói, đó là trước kia. Quản gia cười phá lên, vậy chúng ta cứ chờ xem, tôi đoán cậu ta sẽ ra trong 15 phút nữa. Nguyệt Thanh Ảnh chỉ cười chứ không nói gì, sau đó yên lặng chờ kết quả. Lối vào của động kim đỉnh có cấm chế, đi vào xong thì anh nghe thấy có tiếng nhạc. Nghe thấy âm thanh đó, anh biết đoạn nhạc này có liên quan đến đan đạo nên dừng lại lắng nghe. Một lát sau, anh đi loanh quanh, nhìn có vẻ không theo quy luật gì nhưng thật ra lại rất hợp với điệu nhạc. Anh đi được 81 bước thì thuận lợi vào hang. Hang này có diện tích rất lớn, bên trong có một lò luyện đan cùng 5 cái hộp ngọc hình vuông. Anh vừa đến thì đã có một bóng người xuất hiện, đó là một tu sĩ mặc áo trắng, người đó nói, ta là Trương Huyền Đạo, người muốn lấy được truyền thừa của ta thì cần chọn 3 loại đan dược trong số này rồi luyện chế. Tất cả đan dược buộc phải đạt cấp thượng phẩm hoặc trên đó, như vậy mới đạt yêu cầu. Ngô Bình gật đầu rồi chọn bừa một hộp ngọc, anh mở ra thì thấy bên trong có dược liệu cùng phương thức luyện chế. Anh tiện tay cầm công thức lên xem thì biết tên của đan dược này là Thiên Kiêu Đan. Đan dược này thuộc cấp 14 nên rất khó luyện chế. Uống nó vào thì tu sĩ có thể nâng cao tư chất, hiệu quả của nó mạnh hơn Thiên Tư Đan nhiều. Cũng chính vì thế nên Thiên Kiêu Đan mới khó luyện, dược liệu dùng để luyện chế cũng hiếm và khó tìm. Ngô Bình phát hiện dược liệu trong hộp ít cũng đủ cho 3 lò, anh bía các dược liệu này rất hiếm, có tiền cũng chưa chắc mua được nên sẽ dồn toàn lực để luyện đan. Đan dược này rất khó nên lò đầu, Ngô Bình chỉ luyện chế được 2 viên thượng phẩm, lò thứ 2 thì anh luyện chế được 3 viên thượng phẩm. Đến lò thứ 3 thì anh đã luyện chế được 3 viên cực phẩm. Sau đó, anh tiếp tục luyện chế sang đan dược trong hộp ngọc thứ 2. Lúc này đã qua 1 tiếng. Người quản gia ở bên ngoài đã nhăn mặt. Đến giờ Ngô Bình vẫn chưa ra, chứng tỏ anh đã qua khảo hạch đầu rồi. Trước đó, ông ta bảo kiểu gì Ngô Bình chỉ vào 15 phút là ra, giờ thì tự vả mặt nên mới thấy ngại ngùng. Nguyệt Thanh Ảnh và Hà Tử Trần đang nói chuyện cười đùa vui vẻ, rõ ràng họ không hề lo lắng cho Ngô Bình, vì anh luôn mang đến bất ngờ cho họ. Người quản gia đi vào trong căn nhà kia rồi nói với một người ở trong đó, mau đi báo cho gia chủ là Ngô công tử đã vào được động kim đỉnh rồi, khéo sẽ có thu hoạch đấy. Người kia lập tức chạy về Thạch Thị để báo tin. Còn Ngô Bình thì đang luyện chế đan dược thứ 2 là miễn tai đan. Loại đan dược này có thể giúp tu sĩ chống lại tai kiếp khi đột phá đạo cảnh, mức độ quý giá của nó còn hơn Thiên Kiêu đan, vì không phải thiên kiêu nào cũng tiến vào đạo cảnh được. Lần này đã bị hạn chế về số lượng dược liệu, Ngô Bình chỉ luyện chế 2 lò. Lò thứ nhất, anh luyện chế được 4 viên thượng phẩm. Lò thứ hai thì luyện chế được 5 viên cực phẩm. Khi Ngô Bình luyện chế sang đan dược thứ 3 thì Thạch Trung Kiếm đã tới động. Ông ấy không ngờ là Ngô công tử trông tu vi rất bình thường này lại có thể ở trong động kim đỉnh lâu đến thế. Ông ta chưa từng thấy trường hợp này bao giờ, lẽ nào anh thật sự có thể nhận được truyền thừa trong động? Thạch gia chủ, nhóm Nguyệt Thanh Ảnh chào hỏi. Thạch Trung Kiếm cười phá lên nói, Nguyệt cô nương, Ngô công tử vẫn chưa ra à? Nguyệt Thanh Ảnh, chắc khảo hạch bên trong có liên quan đến luyện đan, mà luyện đan lại mất thời gian nên chắc mai anh ấy mới ra. Thạch Trung Kiếm thoáng kinh ngạc, Ngô công tử đúng là bậc kỳ tài vì có thể ở trong đấy lâu như vậy, chắc hẳn trình luyện đan của cậu ấy phải cao lắm. Hà Tử Trần, đương nhiên. Anh Bình là thầy luyện đan lục tử đỉnh mà. Thạch Trung Kiếm dù đã là cường giả đạo cảnh nhưng cũng phải giật mình cái gì. Cậu ấy là thầy luyện đan lục tử đỉnh ư. Hà Tử Trần, đó là trước kia, chờ anh ấy ra khỏi Triệu Băng Linh thì chắc là thất đỉnh hay bát đỉnh rồi. Thạch Trung Kiếm lập tức thấy hối hận, nếu ông ấy không thu tiền của Ngô Bình và khách sáo với anh một chút thì có phải được kết bạn với anh rồi không? Được làm bạn với một thầy luyện đan lục tử đỉnh thì ông ấy sẽ được lợi rất nhiều. Ông ấy nhìn sang Phương Thanh Thanh rồi nói, Thanh Thanh, sao cháu không kể cho bác biết về thân phận của Ngô công tử? Phương Thanh Thanh chán nản nói, bác Thạch, cháu cũng không biết mà, dẫu sao cháu cũng mới quen Ngô công tử thôi.
Loại đan dược thứ ba mà Ngô Bình luyện chế là cửu cửu quy nguyên đan, độ khó của nó là cao nhất, anh luyện chế đến lò thứ ba mới ra đan dược thượng phẩm. Luyện xong ba loại đan dược, anh đã đập chúng vào cái bát ngọc trên bàn. Cát bát phát sáng, bóng người kia cười nói, rất tốt, trình độ của ngươi còn hơn cả thầy luyện đan thất đỉnh, đây là huy hiệu của thầy luyện đan thất đỉnh, cầm đi. Có một huy hiệu xuất hiện trên bàn, Ngô Bình đã cầm lấy. Bóng người nói, vì ta tu luyện gặp vấn đề nên đã hồn bay phách tán. Điều ta tâm đắc nhất trong đời là trình độ đan đạo. Giờ ta sẽ truyền thụ hết tâm đắc cùng tài nguyên luyện đan cho ngươi. Ngô Bình biết chẳng ai tự dưng lại để lại truyền thừa nên hỏi, tiền bối có gì cần nhờ vả không? Bóng người, con gái ta đã bị phong ấn trong thủy tinh, trong người nó có độc nên đã bị thương nặng. Hy vọng ngươi có thể luyện chế ra hai tổ hợp đan dược để trị bệnh cho nó, nếu luyện thành thì ta sẽ báo đáp ngươi. Ngô Bình nhìn hai phương thức luyện đan trên bàn rồi gật đầu, xin tiền bối yên tâm, tôi nhất định sẽ cố hết sức. Bóng người nói, cảm ơn, tất cả những gì quý nhất của ta đều ở trong cái nhẫn này, ngươi hãy cầm lấy. Sau đó, ta sẽ truyền thụ những thứ mình tâm đắc nhất cho ngươi. Sau đó, bóng người đã hóa thành một tia sáng xanh rồi bay về phía Ngô Bình và chui vào thần anh của anh. Tiếp theo, Ngô Bình đã nhận được một lượng lớn ký ức. Trong đó có cả thông tin về vị cao nhân này. Ngô Bình nhìn chiếc nhẫn một lát nhưng không động vào mà quay người rời đi. Thấy Ngô Bình đi ra ngoài, Thạch Trung Kiếm vội vàng tiến lên rồi cười hỏi, Ngô công tử, cậu có thu hoạch gì không? Ngô Bình thờ ơ nói, tôi còn thiếu một chút, chắc lần sau sẽ thành công. Ngô Bình nói nước đôi, nhưng Thạch Trung Kiếm lại hiểu thành anh chưa thông qua được khảo hạch. Ông ấy liếc nhìn Ngô Bình nhưng không cảm nhận được khí tức của chủ nhân động Kim Đỉnh. Ông ấy thường xuyên đến gần động này nên rất quen thuộc với khí tức của nó. Nếu Ngô Bình lấy thứ gì từ trong động ra thì chắc chắn ông ấy sẽ cảm nhận được. Thạch Trung Kiếm nói, Ngô công tử vất vả rồi, cậu về nghỉ ngơi đi. Ông ấy lịch sự nói một câu rồi bỏ đi, nhưng vừa đi được một đoạn thì người quản gia đã đuổi theo hỏi, lão gia. Cậu ta ở trong đấy lâu thế thì chắc chắn cũng phải có chút trình độ. Thạch Trung Kiếm bình thản nói, đương nhiên, ít nhất cậu ta cũng luyện chế được vài loại đan dược rồi, tiếc là chưa thông qua khảo hạch. Người quản gia có vẻ không yên tâm, lão gia, nhớ cậu ta qua rồi thì sao? Thạch Trung Kiếm cười mỉa qua, bao thiên tài còn tạch thì sao cậu ta thành công cho nổi? Hơn nữa, tôi có thể đoán cậu ta có lấy đồ ở chôn động hay không? Đồ ở trong đó đều nhiễm khí tức của chủ động, dù cách cả chục dặm thì tôi vẫn có thể ngửi thấy. Quản gia, trình luyện đan của người đó cũng không tệ. Thạch Trung Kiếm, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Tạm biệt Phương Thanh Thanh, Ngô Bình cùng Nguyệt Thanh Ảnh và Hà Tử Trần đã rời khỏi động Kim Đỉnh. Sau khi đi được vài dặm, Ngô Bình chợt tạo. Pháp quyết, chiếc nhẫn chữ đồ trong động lập tức bay lên rồi nhanh chóng rời khỏi động, sau đó vào lại tay anh. Ba hộp vuông chứa dược liệu chưa luyện chế cũng được anh bỏ cả vào trong nhẫn. Nhìn thấy chiếc nhẫn, Nguyệt Thanh Ảnh sáng mắt lên rồi cười nói, anh Bình, thật ra anh qua khảo hạch rồi đúng không? Ngô Bình, ừ, anh đã nhận được truyền thừa của chủ động, cũng đã nhận được hết tài nguyên của ông ấy. Hà Tử Trần mím môi cười, nếu thế thì mình cũng không nhất thiết phải giao chỗ đồ này cho nhà họ Thạch. Ngô Bình, động ấy cũng có phải của nhà họ đâu. Sao có tư cách chiếm làm của riêng chứ? Anh làm vậy cũng vì không muốn gây xung đột với họ. Hà Tử Trần, đúng, trước kia động Kim Đỉnh là một nơi vô chủ, ai vào cũng được. Sau đó đã bị nhà họ Thạch độc chiếm và không cho n gì khác vào nữa. Nguyệt Thanh Ảnh, anh Bình, thầy luyện đan đó đã để lại những gì? Ngô Bình, về nhà rồi anh cho bọn em xem. Bọn họ quay về địa bàn của Hà Thị. Ngô Bình đã lấy huy hiệu của thầy luyện đan thất đỉnh ra. Huy hiệu này vốn thuộc về thầy luyện đan kia, nhưng giờ thì là của Ngô Bình nên anh cũng đã có thân phận này. Thật ra, trình độ luyện đan của anh còn cao hơn cấp thất tử đỉnh này, nhưng anh chưa tiến hành kiểm tra thôi. Không gian trong nhẫn rất lớn, bên trong chứa đầy linh dược. Toàn bộ linh dược đều bị phong ấn trong dược tinh và được đánh số theo thứ tự. Các dược tinh này chuyên dùng để phong ấn dược liệu. Nhờ đó mới có thể giữ chúng cả chục nghìn năm.
Ngoài dược liệu ra thì còn có nhiều phù chú cùng một lượng lớn đan dược đã được luyện chế từ trước đó, đương nhiên nhiều nhất trong số đó phải kể đến tiền với giá trị cao tiền đại đạo. Tiền đại đạo là tiền do cường giả đạo cảnh luyện chế, bên trong phong ấn một sức mạnh đại đạo nào đó. Trên thị trường có rất nhiều loại tiền đạo thông dụng, nhưng sức mua thì giống nhau. Tuy nhiên, một đồng tiền đại đạo có thể đổi được 20.000 đồng tiền tiên, trong chiếc nhẫn này có 10.000 tỷ tiền đại đạo, đổi sang tiền tiên thì đúng là nhiều không đếm hết. Nhưng thứ thu hút Ngô Bình nhất lại là một chiếc quan tài thủy tinh, có một cô gái đang nằm bên trong, toàn thân đều trong suốt. Rõ ràng cô ấy chính là con gái của thầy luyện đan kim đỉnh kia, cũng là người mà Ngô Bình cần cứu chữa. Lúc này, Hà Tử Trần đã sai người tung tin thứ ba ra, hiện giờ Ngô Bình đã là thầy luyện đan thất tử đỉnh. Tin vừa tung ra, cuối cùng nhà họ Hà đã không thể ngồi yên được nữa, đầu tiên là chủ của các chi đến tìm Hà Tử Trần. Không lâu sau, nhà của Hà Tử Trần đã đông kín người. Ngô Bình đã đưa trước một ít thiên tư đan, vạn pháp đan cho Hà Tử Trần, còn anh thì tiếp tục luyện chế thượng bí đan và bí thần đan trong phòng. Một ông lão cất tiếng hỏi, Tử Trần, Ngô công tử đâu? Hà Tử Trần, anh ấy đang luyện đan cho tôi, chỗ đan dược này đều do anh ấy luyện chế. Mọi người nhìn đi, đây là đan dược mà chúng ta hay đặt mua của tử đỉnh môn. Xưa nay, họ chỉ bán cho chúng ta đan dược tam phẩm thôi, đã thế còn hạn chế số lượng. Lúc mình cần nhiều thì chỉ có thể mua đan dược tứ phẩm của họ. Mọi người đều gật gù, đúng thế. Nghe nói tam phẩm cũng bán đắt hàng lắm, nhiều thế lực còn trả nhiều tiền để mua đấy. Họ có thể bán cho mình nhiều như vậy cũng là tốt lắm rồi. Hà Tử Trần, nhưng đan dược mà Ngô công tử bán cho chúng ta là thiên tư đan nhất phẩm. Cái gì, nhất phẩm, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Đừng nói là nhất phẩm, đến nhị phẩm họ còn chưa thấy bao giờ kìa. Vì đan dược mà có cấp cao. Như thế thì chắc chắn tử đỉnh môn sẽ giữ lại cho đệ tử nhà mình dùng hoặc bán đấu giá. Hà Tử Trần, mỗi năm, anh ấy sẽ luyện chế cho chúng ta 500 viên thiên tư đan. Mọi người lại được phen chấn động, 500 viên. Vậy thì chưa tới 10 năm nữa, Hà Thị chắc chắn sẽ có thêm rất nhiều thiên tài. Hà Tử Trần, ngoài thiên tư đan ra, Ngô công tử còn luyện chế cho mình vạn pháp đan và lục phúc đan, tất cả đều là cấp nhất phẩm. Có người hỏi, Tử Trần, thế thượng bí đan và bí thần đan thì sao? Thượng bí đan là đan dược tạo dựng nền móng, bí thần đan thì còn hiếm có hơn. Với rất nhiều đệ tử trẻ mà nói thì hai loại đan dược này có hỗ trợ và tăng sức rất lớn cho họ. Hà Tử Trần cười nói, thượng bí đan có đấy, còn là cấp cực phẩm cơ. Thượng bí đan cũng có luôn, hơn nữa đều là cấp nhất phẩm. Mọi người nghe xong thì lập tức hoan hô. Ai cũng khen Hà Tử Trần tốt số và Hà Thị được thơm lây. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một tiếng hừ lạnh, sau đó có một người đàn ông trung niên đi vào. Người này là gia chủ của chi thứ hai thuộc Hà Thị, ông ta tên là Hà Chính Khôn. Hà Chính Khôn thờ ơ nói, mọi người nghe vậy thôi chứ đừng tin lời cô ta, đến thầy luyện đan giỏi nhất của tử đỉnh môn thuộc tiên giới nguyên sử cũng mới có trình độ thất thanh đỉnh, vậy mà tên kia dám nhận mình là thất tử đỉnh. Thế mà các người cũng tin à? Hà Tử Trần bình tĩnh nói, chú Ngũ, tin hay không thì cứ gặp sẽ biết. Cháu đang có đan dược do Ngô công tử luyện chế đây, lẽ nào chú không nhìn thấy à? Hà Chính Khôn cười khẩy, chỉ có vài viên đan dược vớ vẩn thôi, khéo nó mua ở ngoài cũng nên. Hà Tử Trần cau mày, chú Ngũ đi mua thử cháu xem, để xem có mua được thiên tư đan nhất phẩm không? Hà Chính Khôn, tôi thích thì mua lúc nào chẳng được. Hà Tử Trần đang định nói tiếp thì Ngô Bình mở cửa đi ra rồi nói, ông có biết cái này không? Anh lấy huy hiệu ra, bên trên khắc 7 cái đỉnh màu tím, đó chính là chứng nhận của thầy luyện đan thất tử đỉnh. Huy hiệu này đều là độc nhất vô nhị nên không thể làm giả được. Hà Chính Khôn híp em mở mắt lại, ông ta biết đây là huy hiệu của thầy luyện đan thất tử đỉnh. Nhưng không thể nào. Cả tử đỉnh môn mới có một, hai người đạt đến trình độ này thôi. Hơn nữa, Ngô Bình còn trẻ thế này đã ở cấp cao vậy rồi, thêm vài năm nữa thì anh định lên thành thầy luyện đan cấp, bát đỉnh, cửu đỉnh hay thập đỉnh à. Hà Chính Khôn giấu vẻ mặt phức tạp đi rồi ho khan một tiếng, nói thầy Ngô, xin hỏi sư phụ của cậu là ai?
Ngô Bình, truyền thừa của tôi có kể thì ông cũng không biết. Hà Chính Khôn nói, thầy Ngô có thể đến Hà Thị đúng là vinh hạnh của chúng tôi. Ông ta đang định lôi kéo Ngô Bình thì chợt có người vào báo, cuộc họp của Hà Thị sẽ bắt đầu ngay, mời các vị mau đến đó. Thì ra đại hội gia tộc chuẩn bị bắt đầu. Hà Chính Khôn, mọi người mau đi tham gia cuộc họp thôi. Tất cả mọi người đều đi tới nơi diễn ra cuộc họp, Ngô Bình cũng đi theo. Anh là thầy luyện đan thất tử đỉnh nên một khí muốn đi thì không ai dám ý kiến gì, ngược lại còn thấy đây là vinh dự của gia tộc mình. Loáng cái, gia chủ của các chi đã có. Mặt đầy đủ, trong đó còn có các tộc lão. Gia chủ của chi thứ nhất đứng dậy, đầu tiên là bài phát biểu mở màn nhàm chán, cuối cùng mới sầm mặt nói, gia chủ của chi thứ ba đã độc chiếm hai viên đan dược quý hiếm của Hà Thị, hơn nữa dù thế nào cũng không chịu giao ra. Vì thế, tôi và các gia chủ khác cùng các tộc lão đã bàn bạc và nhất trí lấy lại vị trí gia chủ của Hà Chính Hạo, đồng thời phế tu vi của ông ta rồi đuổi ra khỏi gia tộc. Tộc lão Hà Thượng Viễn cũng tước thân phận và bị đuổi khỏi Hà Thị. Còn địa bàn của chi thứ ba sẽ chia cho bốn chi còn lại. Sau đó, bố của Hà Tử Trần là Hà Chính Hạo và ông nội cô ấy là Hà Thượng Viễn đã được giải tới. Hà Chính Hạo có dáng người cao gầy, ngũ quan đứng đắn. Ông ấy nhìn Hà Tử Trần rồi cao giọng nói, Tử Trần, bố bị oan, con nhất định phải minh oan cho bố. Hà Chính Hạo, ông còn già mồm à, gia chủ của chi thứ nhất lớn tiếng quát. Hà Tử Trần bước ra rồi nói lớn, tôi có bằng chứng chứng minh đan dược không hề bị chi chúng tôi chiếm làm của riêng. Cô ấy vừa nói xong thì tất cả mọi người đều ngoái lại nhìn. Hà Tử Trần, cô phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Nếu cô dám nói bừa thì sẽ bị nghiêm trị, gia chủ của chi thứ nhất là Hà Chính Diệu nghiêm giọng nói. Hà Tử Trần, nếu tôi có nửa lời dối trá thì sẽ chết ngay trước mắt mọi người. Hà Chính Diệu nhìn cô ấy rồi nói, được, lấy bằng chứng của cô ra đi. Ngô Bình, tôi đang giữ bằng chứng. Anh bước vào giữa đại điện rồi lấy hai cái bình ra, để tôi giới thiệu, tôi là Ngô Bình, thầy luyện đan thất tử đỉnh. Hà Tử Trần là vợ sắp cưới của tôi. Nghe thấy thế, tất cả mọi người đều không còn ngạc nhiên nữa, vì họ đã biết hết rồi. Ngô Bình nói tiếp, khi ấy, Hà Thượng Viễn đã cất hai viên đan dược vào trong thời không thần bí trong người mình vì chúng quá quý giá. Giờ đan dược không còn nữa, nhưng vẫn còn hai luồng đan khí. Dứt lời, anh mở một cái bình ra, một luồng đan khí cực mờ nhạt bay lên, sau đó anh vỗ tay một cái. Nó lập tức biến thành hình dáng của một viên đan dược, tiếp theo lại biến thành hình người là một bé trai khoảng 3 tuổi với vẻ ngu ngơ. Mọi người nhìn đấy ngây người mà không hiểu ra làm sao. Ngô Bình giải thích, thật ra đan dược không hề biến mất, chỉ là nó đã có linh tính và tu hành được đạo nên đã thành tinh linh, hay còn được gọi là đan tinh. Sau khi đan dược thành tinh thì dược lực sẽ tăng lên gấp bội, vì thế thật ra đan dược không hề bị mất, mà nó luôn ở đó. Bấy giờ mọi người mới hiểu, một tộc lão hỏi, thầy Ngô, đan tinh này có uống được không? Ngô Bình, được, nhưng phải bằng một cách đặc biệt. Nói rồi, anh vung tay lên, cậu bé kia lại biến thành đan dược rồi được anh cất vào trong bình. Sau đó, anh lại mở một bình đan dược khác cho mọi người xem, nó cũng có tình trạng tương tự. Hiện giờ, gia chủ của bốn chi khác đều nhăn nhó mặt mày. Nếu đan dược không biến mất thì họ không thể trị tội Hà Chính Hạo được nữa, nếu vậy thì công sức bao ngày qua của họ đổ sông đổ bể rồi. Hà Chính Diệu hừ lạnh nói, sao cậu chứng minh được hai luồng đan khí này là đan dược biến thành? Ngô Bình nhìn ông ta rồi nói, muốn chứng minh thì được thôi, hai viên đan dược này thì một viên là đại thánh đan, có thể giúp người uống đột phá lên tầng thứ 8 đạo cảnh. Viên còn lại là thiên tử đan. Uống xong thì tu sĩ có cơ hội trở thành thiên kiêu thiên tử của tiên giới nguyên sử. Chỉ cần mọi người đồng ý thì tôi có thể uống thiên tử đan để lên làm thiên tử cho mọi người xem. Nghe thấy vậy, mọi người đều tò mò, nhưng không muốn Ngô Bình chứng minh, vì như thế thì mất luôn viên đan dược ấy rồi, bên lỗ là Hà Thị. Hà Tử Trần, Bác Tư, người lên tiếng là thầy luyện đan thất tử đỉnh, có gì đáng tin hơn lời của anh ấy chứ? Hà Chính Diệu vẫn chưa chịu thôi, ông ta đảo mắt nói, nếu đan dược chưa biến mất, tại sao Hà Chính Hạo không nói sớm? Ngô Bình,
vì họ cũng không biết điều này, còn tưởng đan dược bị mất trộm thật. Nhưng thực ra chúng chỉ biến thành đan khí rồi trốn đi. Sau khi có linh tính, đan dược không muốn bị người khác phát hiện thì có thể tự giấu mình đi. Hà Chính Diệu còn định nói tiếp, nhưng đã có một giọng nói vang bên tai tất cả mọi người, đại thánh đan thành tinh rồi ư. Vậy có thể uống được rồi. Dứt lời, một ông lão toàn thân bốc mùi hôi thối, da rẻ lở loét, chột một bên mắt trái, đôi tai cũng nát bét, chân thì lộ ra cả xương bước từ bên ngoài vào. Ông lão mặc áo bào em mờ màu đen, nhưng mặt mày bẩn thỉu và có mùi thối. Nhìn thấy ông lão, tất cả mọi người đều ngẩn ra, sau đó quỳ xuống dập đầu và gọi, lão tổ. Nhìn thấy ông lão đó, Hà Tử Trần cũng thấy bất ngờ. Lão tổ này đã hơn 100 năm không xuất hiện, làm cả Hà Thị còn tưởng lão chết rồi. Không ngờ lão vẫn còn sống, hơn nữa còn xuất hiện trước mặt bọn họ. Lão tổ không để ý đến đám con cháu mà hỏi Ngô Bình, cậu bạn, tôi vừa hay ở tầng thứ 7 đạo cảnh, giờ tôi uống đan dược có đột phá được không? Ngô Bình nhìn lão rồi gật đầu, chưa chắc đã thành công, nhưng có thể tăng xác suất này. Hình như ông đang trải qua đạo kiếp nên mới bị thương nặng và nguy hiểm đến tính mạng. Lão tổ, đúng thế, tôi đã bị thương nặng, nhưng nếu có thể đột phá lên tầng thứ 8 đạo cảnh thì tôi sẽ hồi phục lại ngay. Ngô Bình, dẫu sao cũng sắp chết, thôi thì ông cứ thử đi, dù không thành công thì cũng chẳng mất gì. Nói lời, anh lại lấy đại thánh đan ra rồi khua múa một lát thì có một viên đan dược xuất hiện. Há miệng. Ông lão há miệng, Ngô Bình đã nhét viên đan dược vào. Không lâu sau, toàn thân ông lão đã tỏa ra khí thức mạnh mẽ, nhưng chúng chưa phát ra được hết vì hình như còn thiếu gì đó. Ngô Bình nói, tôi đang có một viên đan dược có thể giúp tiền bối tăng pháp lực lên nhanh chóng, tôi khuyên ông nên thử rồi dồn toàn lực đột phá. Nói rồi, Ngô Bình đưa một viên đan dược mà chủ động kim đỉnh để lại cho ông lão. Lão uống ngay. Quả nhiên khí tức đã tăng vọt, lão hét lên một tiếng, khí tức tuôn ra bức người, một ánh lửa bay lên cao, xuyên qua đại điện rồi bắn thẳng lên trời. Ánh lửa ngày càng sáng, cuối cùng đã bao trọn người ông lão. Thiên Diệm, thành công rồi, lão tổ thành công rồi, những người hiểu biết một chút đều kích động hô lên. Nước mắt tràn mi. Quỳnh. Một tiếng động lớn vang lên trên cao, một bóng người vĩ đại xuất hiện. Ngô Bình mỉm cười rồi nói với Hà Tử Trần, sao cảnh giới của lão tổ nhà em không cao bằng Thạch Trung Kiếm. Thạch Trung Kiếm đã ở tầng thứ 8 đạo cảnh, ngoài ra còn là cao thủ số 1 của Thiên Nguyên, một trong 10 đại cao thủ của tiên giới nguyên sử. So ra thì Hà thì kém hơn hẳn. Hà Tử Trần cười nói, anh Bình, tuy lão tổ nhà em chỉ ở tầng thứ 7 đạo cảnh, nhưng cũng thuộc một trong 10 đại cao thủ đấy, người còn đứng ở trên Thạch Trung Kiếm cơ. Ngô Bình ngạc nhiên. Mới tầng thứ 7 đạo cảnh mà đã góp mặt trong top ấy rồi, vậy lão tổ nhà em tu luyện công pháp gì thế? Hà Tử Trần, công pháp trong thiên khuyết. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì có một tia sáng rơi từ trên cao xuống, lão tổ đã xuất hiện trở lại. Hiện giờ, làn da thối giữa trên người lão đã phát sáng như ngọc, tướng mạo cũng khôi phục lại dáng vẻ trung niên, tiên phong cốt đạo, khí tức nối liền với đất trời. Lão tổ chắp tay nói với Ngô Bình, chàng trai, cảm ơn cậu. Ngô Bình, lão tổ đừng khách sáo. Lão tổ cảm thán, tôi là người sống lại từ cõi chết, nếu không ngờ đại thánh đan thành tinh mà cậu phát hiện ra thì tôi không thể đột phá nổi. Mà nếu vậy thì chẳng mấy nữa là tôi chết. Sau đó, lão nhìn sang Hà Chính Hạo và nói, sau này, con sẽ là gia chủ chung của cả năm chi Hà Thị. Lão tổ đã quyết thì có ai dám phản đối, tất cả đều đồng tình ngay. Hai bố con Hà Chính Hạo đã được thả ngay lập tức, Hà Thị đã mượn luôn cuộc họp này để thiết lập vị trí gia chủ chính cho Hà Chính Hạo. Lão tổ không có hứng tham gia, lão đã dẫn nhóm Ngô Bình đi ra chỗ khác nói chuyện. Sau khi biết Ngô Bình còn là một thầy luyện đan thất tử đỉnh, lão vô cùng kính trọng nói, tài năng của cậu đúng là vạn năm có một. Tử Trần lấy cậu đúng là phúc phần của con bé, cũng là phúc của Hà Thị chúng tôi. Lúc này, Hà Tử Trần mới nói, lão tổ, người có thể cho anh Bình vào thiên khuyết được không ạ? Lão tổ cười hỏi, thiên khuyết ư? Đó là nơi thần bí nhất của thiên nguyên, cũng là khởi nguồn của các thế lực lớn tại đây.
Nếu cậu bạn có thể vào đó thử một lần, khéo còn có được thu hoạch vượt xa tôi ấy chứ. Lão hỏi Hà Tử Trần, Tử Trần, năm nay nhà mình có mấy suất vào Thiên Khuyết? Hà Tử Trần, còn 2 suất nữa thôi ạ. Lão Tổ gật đầu, thế thì cho cậu Ngô đây 1 suất. Lần này Ngô Bình đến đây cũng là vì muốn vào Thiên Khuyết nên hỏi, Lão Tổ, trong Thiên Khuyết thế nào ạ? Người đã học được gì ở trong đó? Lão Tổ cười đáp, Thiên Khuyết không thuộc Thiên Nguyên, cũng chẳng phải của Tiên Giới Nguyên Sử. Nó chỉ là một cánh cửa mở ở Thiên Nguyên thôi. Mỗi năm nó đều cho phép một số người đi vào, Thiên Khuyết không phải vùng đất truyền thừa gì cả, mà là một nơi che phủ cả giới tu hành. Ở đây, cậu có thể khiêu chiến tất cả cao thủ trên bảng tiên, đồng thời, mỗi khi khiêu chiến thành công thì sẽ nhận được một phần thưởng. Người khiêu chiến có thứ hạng càng cao thì phần thưởng càng hậu hĩnh. Ngô Bình, năm xưa, Lão Tổ đã khiêu chiến cao thủ đứng thứ mấy ạ? Lão Tổ, bảng tiên chia làm 2 cấp, cấp cao là bảng đại tiên, thấp hơn là bảng tiểu tiên. Ví dụ Tiên Giới Nguyên Sử nằm ở bảng tiểu tiên của khu Thanh Long nên có tên là bảng Thanh Long. Năm xưa, tôi đã khiêu chiến cao thủ đứng thứ 200 trên bảng này và đã đánh bại người đó, sau đã nhận được một phần thưởng. Phần thưởng đó giúp tôi có được một bộ công pháp và một món pháp khí, chính nhờ chúng mà Hà Thị mới trỗi dậy được. Cũng nhờ công pháp ấy mà tôi đã trở thành một trong 10 đại cao thủ của Tiên Giới Nguyên Sử. Hà Tử Trần ngạc nhiên nói, mới đánh bại cao thủ đứng thứ 200 mà đã có thu hoạch vậy rồi, thế chắc phần thưởng trên bảng đại tiên phải khủng lắm ạ. Lão Tổ, đương nhiên, nghe nói Tiên Giới Thái Ất có người tiến vào top 200 của bảng đại tiên xong thì chỉ vài chục năm sau, gia tộc của người này đã là một trong những thế lực đứng đầu của tiên giới này rồi. Ngô Bình hỏi, Lão Tổ, sau khi vào đó là có thể khiêu chiến luôn ạ? Lão Tổ, không, đầu tiên phải tham gia tuyển chọn đã, chúng ta phải so chiêu với các cao thủ thanh niên từ nhiều nơi. Vòng tuyển chọn này là ngẫu nhiên, 300 người một nhóm. Nếu cậu có thể tiến vào top 10 thì có thể nhận được một cơ hội khiêu chiến top 300 trên bảng tiểu tiên. Khiêu chiến. Thành công thì lại nhận được một cơ hội khiêu chiến nữa cho đến khi thất bại thì thôi. Đương nhiên, sau khi thua thì không hẳn phải dừng lại, nhưng phải chờ thêm 3 năm nữa mới được khiêu chiến tiếp. Ngô Bình, làm thế nào mới được khiêu chiến bảng đại tiên ạ? Lão Tổ, chỉ khi hạ được top 50 của bảng tiểu tiên thì mới được khiêu khiến top 100 đến 300 của bảng đại tiên. Lần này, nếu khiêu chiến thành công thì sẽ được khiêu chiến tất cả cao thủ trên bảng. Ngô Bình, chỉ tu sĩ thiên nguyên mới được vào Thiên Khuyết ạ. Cũng không hẳn, Lão Tổ nói, cứ 10 năm Thiên Khuyết lại mở hết một lần, khi ấy người của Tiên Giới Nguyên Sử cũng được tham gia. Đương nhiên, họ vẫn sẽ phải thông qua vòng sơ tuyển cơ bản nhất nên không phải ai cũng có cơ hội. Sau khi hỏi rõ ngọn ngành, Ngô Bình muốn đi ngay lập tức, nhưng anh còn chút chuyện phải làm nên chưa thể gấp gáp. Trong cuộc họp gia tộc hôm đó, Hà Chính Hạo đã chính thức trở thành gia chủ chính của Hà Thị. Tối đó, Hà Chính Hạo mở tiệc chiêu đãi Ngô Bình và Nguyệt Thanh Ảnh. Vì là thầy luyện đan thất tử đỉnh nên Ngô Bình rất được chào đón. Có rất nhiều người đến mời rượu anh trong bữa tiệc, trong đó không thiếu các cô gái trẻ trung xinh đẹp. Rõ ràng họ cũng muốn thu hút Ngô Bình để được như Hà Tử Trần. Mọi người đang dự tiệc thì có người vào báo tin và đưa gì đó cho Hà Chính Hạo. Hà Thị có hệ thống tình báo rất mạnh, Hà Chính Hạo giờ đã là gia chủ chính nên sẽ nhận được đủ tài nguyên tình báo. Sau khi nhận được thông báo nào, ông ấy cau mày nói, Thương Tiên chết rồi. Thương Tiên. Ngô Bình sững người, lẽ nào Thạch Trung Kiếm không đi cứu ông ấy sao? Hà Tử Trần liếc nhìn tin tình báo xong thì thở dài một hơi, nói Thương Tiên bị người ta giết ở chỗ bế quan, hung thủ chưa chắc đã do ma kiếm Long Địch làm, vì ông ấy chết bởi một loại kiếm pháp nào đó. Ngô Bình, lẽ nào là Thạch Trung Kiếm ra tay? Ngô Bình không thể không nghi ngờ, vì chắc chắn Thương Tiên sẽ bế quan trị thương ở một nơi vô cùng bí mật, Long Địch chưa chắc đã tìm được. Mà người biết nơi này chỉ có Phương Thanh Thanh và Thạch Trung Kiếm mà thôi. Hà Tử Trần cười mỉa, tình báo còn nói Thạch Trung Kiếm đã đi tìm Long Địch để báo thù rồi, đúng là kế hay. Long Địch mà chết thì ông ta chính là ân nhân của Hồ Vô Song, địa bàn của Hồ này cũng thuộc về Thạch Thị luôn. Ngô Bình, nói vậy thì tất cả đều là kế hoạch của Thạch Trung Kiếm.
Hà Chính Hạo cười lạnh nói, Thạch Trung Kiếm là một tên rất gian xảo, ông ta làm vậy cũng hết sức bình thường. Bố chỉ không rõ tại sao Thương Tiên lại ngu ngơ mà đi nhờ Thạch Trung Kiếm giúp đỡ. Hà Tử Trần, Phương Thanh Thanh chắc vẫn chưa biết gì. Ngô Bình, cô ấy có gặp nguy hiểm không nhỉ? Hà Tử Trần lắc đầu, Phương Thanh Thanh không có giá trị với Thạch Trung Kiếm, dẫu sao ông ta cũng muốn chiếm được địa bàn của Hồ Vô Song thì cần phải có cô ấy, như thế mới danh chính ngôn thuận. Ngô Bình thở dài nói, Thương Tiên còn đưa kiếm phổ cho ông ta nữa chứ, đúng là sai lầm trầm trọng. Bữa tiệc kết thúc, Ngô Bình và Nguyệt Thanh Ảnh về phòng nghỉ ngơi. Họ vừa về thì thấy có một cô gái người toàn máu đứng trong nhà, đó chính là Phương Thanh Thanh. Cơn gió thổi qua, Pipi ngã xuống đất, hình như cô ấy đã chết lâu rồi. Ngô Bình tìm thấy một bức thư trong tay cô ấy, anh mở ra thì có vài dòng chữ. Ngô công tử, chị Nguyệt, Thạch lão tặc đã giết bố em, giờ ông ta muốn mượn thân phận của em để chiếm địa bàn của nhà họ Phương ở Hồ Vô Song. Em liều mạng chạy trốn nhưng đến đây rồi thì không gắng gượng được nữa. Dù có chết thì em cũng không để lão tặc đó được như ý. Đọc xong, Ngô Bình thở dài một hơi rồi lại đọc tiếp. Ngô công tử, tôi kiếm phổ mà tôi đưa cho Thạch lão tặc thật ra là giả. Bố tôi bảo chỉ khi Thạch Trung Kiếm thật lòng giúp chúng tôi thì mới đưa kiếm phổ thật cho ông ta. Giờ tôi để kiếm phổ cùng tín vật trong nhẫn chữ đồ. Ngô công tử, anh nhận được nhẫn xong thì hãy đến Hồ Vô Song ngay và nói cho nhà họ Thanh biết sự thật. Chú hai của tôi có tu vi tầng thứ 7 đạo cảnh, xin anh hãy đến tìm chú ấy và bảo chú ấy đừng tin Thạch Trung Kiếm. Phương Thanh Thanh dập đầu cảm tạ. Đọc thư xong, Nguyệt Thanh Ảnh thở dài nói, cô ấy chạy trốn được đến đây thì sức cùng lực kiệt rồi, không thể chờ chúng ta về được. Chính Ngô Bình đã nói cho Phương Thanh Thanh biết địa chỉ nhà này lúc bọn họ từ biệt nhau, để nếu có chuyện gì thì cô ấy có thể đến tìm anh. Không ngờ khi gặp lại thì hai người đã âm dương xa cách. Anh Bình, làm xoa bây giờ? Mình phải đến Hồ Vô Song ư? Ngô Bình gật đầu, đương nhiên. Thanh Ảnh, Hồ Vô Song là một nơi thế nào mà lại nổi tiếng thế? Nguyệt Thanh Ảnh, trong Hồ Vô Song có một hòn đảo nhỏ tên là đảo Vô Song. Ngoài đảo có cấm chế rất mạnh, không một ai có thể tới gần. Kể cả nhà họ Phương cũng không thể lên được đảo ấy. Sự tồn tại của đảo này khiến các tà ma ngoại đạo ở xung quanh không dám đến gần, vì thế nơi đó vô cùng an toàn. Dần ra, bắt đầu có người sinh sống ở đó, trong các nhà này thì nhà họ Phương là phát triển bật lên. Đương nhiên là hồ này cũng có tài nguyên phong phú, cá ở đây đều là linh ngư, ăn lâu dần thì có thể nâng cao thiên bẩm. Ngoài ra, đáy Hồ Vô Song còn có một loại tiên tinh, nguyên liệu chính để chế tạo tiền đại đạo. Nhà họ Phương nhờ vào việc khai thác và bán tiên tinh nên mới phát đạt vậy đó. Ngô Bình hiểu rõ xong thì gật gù nói, việc này không thể chần chừ, để anh nói với Tử Trần một tiếng rồi tối nay mình đi luôn. Nguyệt Thanh Ảnh gật đầu, vâng. Tạm biệt Hà Tử Trần xong, hai người vội vã đến Hồ Vô Song ngay trong đêm. Hồ này cách Thiên Nguyên không xa nên chỉ mất nửa tiếng là họ đã đến nơi. Khi đang bay trên cao, từ xa họ đã nhìn thấy một hồ nước rộng lớn, mặt hồ có hình trăng khuyết, xung quanh có khá nhiều hồ nước cỡ nhỏ như các vì sao ở quanh mặt trăng. Thấy thế, Ngô Bình chợt dừng lại, sau đó quan sát một lát rồi nói, Thanh Ảnh, hồ này không đơn giản. Cả hồ nói liền với các hồ nhỏ thật ra đã tạo thành một đại trận tinh nguyệt. Ngô Bình đã hấp thu tinh lực nên có hiểu biệt về tinh trận vượt xa các tu sĩ bình thường, loáng cái anh đã nhìn ra vấn đề. Nguyệt Thanh Ảnh tò mò hỏi, tinh trận ạ, nhất định có người cố tình làm vậy. Ngô Bình nhìn thấy trong Hồ Vô Song có một hòn đảo nhỏ, nó chính là đầu mối của đại trận, anh ngẫm nghĩ nói, đại trận tinh nguyệt này là đại trận bảo vệ, hòn đảo nhỏ kia là đầu mối. Người bên trong có thể khống chế đại trận. Nguyệt Thanh Ảnh, tại sao họ lại bày đại trận kiểu này, để bảo vệ bản thân ư? Ngô Bình, nếu để bảo vệ bản thân thì không cần bày đại trận cỡ này. Làm thế này một là họ đang che giấu gì đó, hai là bảo vệ một thứ phi thường. Nguyệt Thanh Ảnh nổi hứng nói, anh Bình, nó có thể là gì nhỉ? Anh không biết, giờ kệ nó đã, đến nhà họ Phương trước rồi tính. Vài phút sau, tại nhà họ Phương ở Hồ Vô Song. Nhà họ đang tổ chức tang lễ cho Thương Tiên,
Ngô Bình và Nguyệt Thanh Ảnh đến linh đường dâng hương trước. Hai người rất có khí thế nên người đón khách không dám hỏi nhiều, mãi đến khi nhang khói xong mới có một người quản gia đi tới nói, mời hai vị vào phòng khách uống trà. Ngô Bình, xin lỗi, chúng tôi muốn gặp Phương Nhị Gia. Phương Nhị Gia chính là em trai của Phương Thiên Hóa, chú hai của Phương Thanh Thanh, tên là Phương Thiên Sất. Quản gia nói, vâng, hai vị chờ một lát. Ngô Bình vừa ngồi xuống thì có một sĩ thanh niên vội vàng đi ra. Người này có gương mặt diều hâu, mắt nhỏ, vừa ra đã chắp tay chào hỏi, hai vị tìm tại hạ có việc gì vậy? Ngô Bình đứng dậy nói, Phương Nhị Gia, chúng tôi là bạn của Phương Thanh Thanh, được cô ấy nhờ vả đến đây báo một chuyện quan trọng. Phương Thiên Sất, Thanh Thanh ư, con bé đâu? Ngô Bình lấy chiếc nhẫn ra đưa cho y rồi nói, bên trong có tín vật của Phương Thanh Thanh, còn có kiếm phổ mà lẽ ra đã phải đưa cho Thạch Trung Kiếm. Phương Thiên Sất biến sắc mặt, gã nhận lấy chiếc nhẫn rồi nhìn, sau đó nói, đại ca vẫn không tin tôi, tại sao không để tôi làm việc này? Nếu anh ấy tin tôi thì đã không bị người ta hại chết rồi. Bấy giờ, Ngô Bình mới lấy thi thể của Phương Thanh Thanh ra rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện. Phương Thiên Sất nghe xong thì bừng sát ý, Thạch Trung Kiếm giỏi lắm, nhà họ Phương tôi sẽ không tha cho ông ta. Ngô Bình giao đồ xong thì lập tức đứng dậy nói, Phương Nhị Gia, chúng tôi không làm phiền nữa, cáo từ. Phương Thiên Sất, hai vị vất vả đường xa, sao chưa gì đã vội ra về. Mời ở lại, để chúng tôi tiếp đãi. Ngô Bình, chúng tôi còn có việc quan trọng nên không ở lại được. Tạm biệt, Ngô Bình không nói nhiều với Phương Thiên Sất mà cùng Nguyệt Thanh Ảnh rời đi ngay, hai người bay lên cao rồi biến mất. Ngô Bình đi quá vội làm Nguyệt Thanh Ảnh thấy lạ, cô ấy hỏi, anh Bình, có vấn đề gì à? Ngô Bình sầm mặt nói, Phương Thiên Hóa hình như không phải bị Thạch Trung Kiếm giết đâu, mà bị chính em ruột của mình giết đấy. Nguyệt Thanh Ảnh lạnh người nói, anh Bình, sao anh biết được? Ngô Bình, lúc nhìn thấy Phương Thiên Sất, anh đã có cảm giác đề phòng. Vì thế, anh đã thi triển một thuật chiêm tinh và ngầm gieo một quẻ. Kết quả anh đã thấy người này có hành động giết anh trai. Hơn nữa, anh còn cảm nhận được kiếm khí rất mạnh trên người gã. Xem ra gã cũng là một kiếm tiên đấy. Nguyệt Thanh Ảnh, em trai ruột của mình là kiếm tiên mà thương. Tiên không đưa kiếm phổ cho, mà lại giao cho Thạch Trung Kiếm, đúng là lạ quá. Ngô Bình, điều lạ hơn nữa là Phương Thanh Thanh không hiểu ý của bố mình, còn nhờ chúng ta giao kiếm phổ cho Phương Thiên Sất, thế chẳng càng hoang đường hơn à? Nguyệt Thanh Ảnh, đúng vậy, tại sao cô ấy lại làm thế? Ngô Bình cười lạnh, chuyến này mình đi sẽ có người gây bất lời, mà người này chính là Phương Thiên Sất, còn Phương Thanh Thanh tại sao làm thế thì có thể bức thư ấy không phải do cô ấy viết. Nguyệt Thanh Ảnh giật mình, không phải cô ấy thì là ai? Có thể là Phương Thiên Sất, cũng có thể là Thạch Trung Kiếm. Nhưng dù là ai thì hai người này cũng có âm mưu gì đó. Vì thế anh mới kéo em đi ngay, chúng ta chỉ cần trốn ở một chỗ kín để xem trò hay thôi. Nói rồi, anh đã thi triển thuật ẩn thân, hai người đã trốn trong mây và thầm quan sát tình hình của nhà họ Phương. Tối đó không có chuyện gì, đến khi hửng sáng, mặt trời ló dạng thì mới có một bóng người đi vào nhà họ Phương. Lập tức có người gầm lên, hai người kiếm va chạm mạnh mẽ, sau đó hai người cùng lao lên cao rồi quyết chiến trên không. Nguyệt Thanh Ảnh nhìn rồi nói, anh Bình, Phương Thiên Sất và Thạch Trung Kiếm đánh nhau rồi. Hơn nữa, tu vi của Phương Thiên Sất hình như không phải tầng thứ 7 đạo cảnh đâu, phải tầng thứ 8 rồi. Ngô Bình nhìn chăm chú vào hai người đang đánh nhau rồi nói, lẽ nào là người đó? Hai người kia đánh nhau bất phân thắng bại. Không biết bao lâu sau, Thạch Trung Kiếm đã đánh cho Phương Thiên Sất rơi xuống. Nhưng ông ta cũng bị một đường kiếm vô hình xuyên qua ngực và đã bị thương nặng. Phương Thiên Sất ngã xuống, thần hồn và cơ thể đều bị kiếm khí tổn thương, gã trợn tròn mắt định nói gì đó, nhưng đột nhiên hộc ra một ngụm máu rồi chết tại chỗ. Đúng lúc này, có hai người bóng người đáp từ trên cao xuống, một người trong số đó gào lên, Thạch Trung Kiếm, ông dám giết nhị đệ của tôi, chết đi. Thạch Trung Kiếm đã tiêu hao mất quá nửa nguyên khí, thêm bị thương nặng nên không phải đối thủ khi hai người kia hợp lực tấn công. Khi ông ấy nhìn rõ mặt của họ thì gầm lên, Phương Thiên Hóa, ông tính kế giỏi lắm.
chết đi. Hai luồng sát quang hợp nhất, sau đó đã giết chết Thạch Trung Kiếm. Nguyệt Thanh Ảnh lạnh hết người rồi run lên nói, là Phương Thiên Hóa, ông ta chưa chết. Vậy tất cả đều là trò của ông ta. Ngô Bình cười khẩy, bức thư kia là do ông ta viết. Ông ta muốn mình mang kiếm phổ đến đây, mục đích là để dụ Thạch Trung Kiếm, cho ông ấy đánh nhau với Phương Thiên Sắt rồi làm ngư ông đắc lợi. Người này thật nham hiểm, để trừ khử Thạch Trung Kiếm và em trai mình, thậm chí không tiếc giết luôn con gái ruột. Nguyệt Thanh Ảnh cũng cảm thấy Phương Thiên Hóa là một người nham hiểm, cay độc, sau đó chỉ thấy thương cho Phương Thanh Thanh. Cô ấy thở dài nói, tội Phương Thanh Thanh quá, em chỉ không hiểu sao chúng ta lại bị cuốn vào kế hoạch của Phương Thiên Hóa. Ngô Bình, con người ông ta vô cùng tâm cơ nên đã thuận nước đẩy thuyền. Chúng ta chẳng may dính vào nên cũng bị ông ta lợi dụng luôn. Nếu anh và em không xuất hiện thì Phương Thanh Thanh cũng sẽ thoát được đám người truy đuổi bằng cách nào đó. Ông ta làm vậy chỉ để hạ bớt cảnh giác của Thạch Trung Kiếm thôi. Nguyệt Thanh Ảnh, nhưng tại sao ông ta lại hại chết em trai ruột của mình? Điều này còn dễ hiểu hơn, muốn độc chiếm nhà họ Phương thì chỉ được có một cường giả. Phương Thiên Sắt đã ở tầng thứ 8 đạo cảnh, đương nhiên ông ta phải tiêu diệt người em trai song sinh không chịu nghe lời này. Đúng lúc này, có một thanh trường. Thương bỗng lao thẳng lên trời, Ngô Bình kinh hãi rồi lập tức kéo Nguyệt Thanh Ảnh chạy mất. Dẫu sao người ra tay cũng là cường giả tầng thứ 8 đạo cảnh, dù Ngô Bình có giỏi đến mấy cũng không phải đối thủ của ông ta. Bị phát hiện rồi, Nguyệt Thanh Ảnh hoảng sợ nói. Ngô Bình kéo Nguyệt Thanh Ảnh chạy tới hòn đảo nhỏ của Hồ Vô Song, nhưng ngay sau đó đã có một luồng sức mạnh kỳ lạ đánh bật họ ra ngoài, cấm chế ở đây quá mạnh. Nguyệt Thanh Ảnh, anh Bình, làm sao bây giờ? Chắc chắn chúng ta sẽ không chạy thoát được. Ngô Bình, đại trận tinh nguyệt này không cản bước mình được đâu. Nói rồi, anh thi triển tinh lực, không gian xung quanh chợt vặn vẹo, hai người cứ thế tiến lên. Họ vừa biến mất thì Thương Tiên Phương Thiên Hóa cùng Ma Kiếm Long Địch đã xuất hiện, nhưng không thấy bóng dáng của Ngô Bình và Nguyệt Thanh Ảnh đâu. Phương Thiên Hóa cau mày nói, hai đứa này trốn vào trong đảo Vô Song rồi. Long Địch, anh Phương, sao anh bảo không ai lên được đảo ấy? Phương Thiên Hóa thì vốn là vậy, nhưng không biết chúng nó dùng cách gì mà lại vào được. Nhưng chắc chắn sẽ phải ra thôi, giờ tôi đã nắm mọi quyền hành ở nhà họ Phương. Chỉ cần chúng nó ló mặt ra thì tôi sẽ biết ngay, đến lúc đó giết cũng chưa muộn. Phía khác, Ngô Bình và Nguyệt Thanh Ảnh đã xuyên qua đại trận tinh nguyệt và lên được đảo. Đến nơi, họ nhìn thấy một tòa nhà với cánh cửa màu vàng khổng lồ. Trên cánh cửa có khắc rất nhiều phù văn cùng trận văn, ánh sáng chói lóa, khí tức oai hùng, không gian xung quanh nó chợt trở nên u tối. Cánh cửa này dài 100.000 trượng, rộng 800.000 trượng. Hình chiếu của nó xuyên thẳng lên trời, che phủ hết các vì sao, nói chung là khó có thể diễn tả được sự hùng vĩ của nó. Xung quanh có 100.000 xiềng xích từ rất nhiều trật tự đại đạo đang cố định cánh cửa này, như thể dồn hết để áp chế nó. Sau cánh cửa chắc nối liền với một không gian tối cao nào đó. Nguyệt Thanh Ảnh ngẩn ra rồi lẩm bẩm, đây là thần môn chí tôn. Sao nó lại ở đây, ai đã tạo ra nó nhỉ? Ngô Bình cũng vô cùng chấn động, thần môn chí tôn thì không thể do sức người tạo ra được, mà phải mượn lực của tự nhiên cùng trận pháp vô thượng, không biết phải tốn bao nhiêu lâu mới tạo thành được. Hơn nữa, nó đã gần hoàn thiện rồi. Rốt cuộc là ai làm nhỉ, Nguyệt Thanh Ảnh cảm thấy không thể tin được. Ngô Bình, dù là ai thì cũng đã bị anh nhìn thấy, giờ nó là của anh. Thần anh, lên. Ngay sau đó, thần anh của Ngô Bình đã lao ra. Thần anh của anh mạnh hơn thần anh của tu sĩ bình thường rất nhiều, vì thế trông nó rất cao lớn, mạnh mẽ. Thần anh của Ngô Bình vừa xuất hiện thì đã há miệng ra, một ánh lửa đã bay ra rồi đốt cháy xiềng xích của cánh cửa. Sau đó, thần anh bắt đầu bay đến gần thần môn. Cuối cùng, nó đã đứng trên đỉnh của thần môn chí tôn, sau đó hít sâu một hơi rồi hóa thành một người khổng lồ há cái miệng to ảnh ra, tiếp theo nuốt trọn thần môn vào miệng. Thần môn chí tôn này còn thiếu một bước cuối cùng, mà bước này cần được hoàn thành trong lúc luyện hóa, đó là khắc thần thông và pháp thuật của tu sĩ lên trên nó, hơn nữa khắc được càng nhiều thì mức độ dung hợp với thần môn càng cao. Song muốn làm được điều đó thì cần một cách đặc biệt và còn dính tới thiên áo.
Thần anh ăn thần môn xong thì ngồi xếp bằng trên mây và dốc hết sức luyện hóa. Nguyệt Thanh Ảnh ở bên dưới vô cùng lo lắng, cô ấy biết thần môn chí tôn này quý giá đến mức nào và chỉ có đúng một cái mà thôi. Cô ấy còn biết luyện hóa thần môn chí tôn có nghĩa là gì, có nó rồi thì sau này chắc chắn Ngô Bình sẽ là một nhân vật chí tôn trên đời. Tinh thuật, thần thông cùng pháp thuật mà Ngô Bình tu luyện đều được khắc lên thần môn chí tôn, thần môn dần được kích hoạt, dung hợp, cuối cùng thì bị luyện hóa. 9 ngày sau. Quỳnh. Một tiếng động lớn vang lên, trời đất rung chuyển, thần anh của Ngô Bình mở mắt ra. Lúc này, cuối cùng thần môn trong người anh đã bị luyện hóa hoàn toàn và trở thành một phần sức mạnh của anh. Thần môn chậm chậm khởi động, một sức mạnh đến từ thời không vô thượng bắt đầu tiến vào thần anh của Ngô Bình, để rèn luyện thần hồn của anh. Lại 3 ngày nữa trôi qua, thần anh đã quay về cơ thể chính. Lúc này, khí tức của Ngô Bình đã mạnh hơn trước rất nhiều lần. Mỗi bước anh đi, hình tượng của anh cùng khí tức ở quanh đều thay đổi rất nhiều. Thì ra, sau khi thần môn mở, mỗi khi thần anh tu luyện một phép thần thông hay một pháp thuật thì thần anh đều sẽ có một trạng thái hình tượng. Nếu tu luyện đủ nhiều thì khí chất hình tượng sẽ biến hóa liên tục, cuối cùng đạt tới tầng thứ 9 của thần thông là cảnh giới vạn tương. Mỗi khi tu hành được một tương thì ngang với có một hóa thân càng nhiều thì khi đối đầu với đại thần kiếm trong tương lai càng an toàn hơn. Anh Bình, anh thành công rồi à? Nguyệt Thanh Ảnh ngạc nhiên hỏi. Ngô Bình gật đầu, anh đã luyện hóa được thần môn chí tôn rồi, sau này sẽ có thể lĩnh ngộ được trật tự đại đạo duy độ cao và đại đạo vô thượng. Anh nhìn ra bên ngoài rồi nói, chúng ta đi thôi. Ngay sau đó, anh mặc áo giáp đạo cảnh lên, người mặc có thực lực càng mạnh thì uy lực mà áo phát huy càng lớn. Bây giờ, Ngô Bình mặc nó lên, thực lực đã ngang với tầng thứ 9 đạo cảnh. Dần như đạt đến giới hạn của áo này rồi. Thêm sức mạnh của nhẫn cửu long nữa thì thực lực hiện giờ của anh đủ để tiêu diệt cao thủ tầng thứ 9 đạo cảnh rồi. Hai người vừa bước ra khỏi đại trận tinh nguyệt thì lập tức bị một luồng khí tức khóa chặt, Ngô Bình kéo Nguyệt Thanh Ảnh bay lên cao, nhưng luồng khí tức kia vẫn bám theo. Khi bay được khoảng hơn 1000 dặm thì anh dừng lại, một bóng người bay tới gần rồi đứng cách anh 100 mét, đó chính là Thương Tiên Phương Thiên Hóa. Phương Thiên Hóa lạnh lùng nhìn Ngô Bình rồi nói, tiểu tử, tôi chờ cậu cả nửa tháng trời, cuối cùng cũng ló mặt ra. Nói đi, cậu đã lên đảo bằng cách nào? Ngô Bình cười mỉa, liên quan gì đến ông? Phương Thiên Hóa, cậu không nói cũng được, tôi giết cậu rồi thì sẽ có ký ức của cậu thôi, lúc đó ắt biết. Cửu tinh trảm thần. Dứt lời, Ngô Bình bất ngờ biến mất, anh đã thi triển một thuật của thiên áo là cửu tinh trảm thần. Ngay sau đó, không gian đã chứa đầy sát khí, ánh sáng tối dần, cứu chủ tinh trong vũ trụ phát sáng và hình thành một sát trận tuyệt thế. Thuật này dùng thứ ghi trên bia tinh, mượn lực của các vì sao. Phương Thiên Hóa lập tức thấy ra đầu tên dại, ông ta gào lên, trò quỷ gì thế này. Quỳnh, một tia sáng rơi từ trên cao rồi đáp xuống người Phương Thiên Hóa, ông ta không có cơ hội phản ứng. Càng không có cơ hội phản kháng nên đã nhanh chóng hóa thành cho bụi và biến mất mãi mãi. Giết Phương Thiên Hóa xong, áo giáp đạo cảnh trên người Ngô Bình cũng không chịu được sức mạnh khủng khiếp ấy nên đã vỡ vụn, vậy là phí mất một món pháp khí đạo cảnh. Nguyệt Thanh Ảnh, anh Bình, Thạch Trung Kiếm chết rồi, Thạch Thị sẽ loạn lắm, chắc chắn giặc ngoài sẽ tấn công, chúng ta nên về thôi. Họ đã đi hơn nửa tháng. Sau khi về Thiên Nguyên thì mới biết là đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Thạch Trung Kiếm vừa chết, không có cường giả trấn thủ nên Thạch Thị đã loạn cào cào, các thế lực xung quanh thi nhau ra tay, Lệ Thị, Thường Thị và Hà Thị thuộc 4 gia tộc lớn cũng lần lượt tấn công. Trong đó, Hà Thị được Lão Tổ giúp sức, Nam Chi cũng hợp lực với nhau nên đã chiếm được một nửa địa bàn của Thạch Thị, số còn lại thì chia đều cho nhà họ Lệ và nhà họ Thường. Cả Thiên Nguyên gần như đã tôn Hà Thị lên làm vua. Sau khi chiếm thêm được địa bàn, Hà Thị đã sai người xây một căn nhà rộng lớn trên đỉnh thanh nhất một nơi có vị trí đẹp nhất Thiên Nguyên, đây sẽ là nơi sinh sống của Ngô Bình và Hà Tử Trần. Bên dưới đỉnh này là thành Thanh Thiên Thành lớn nhất của Thiên Nguyên. Thành này không thuộc về bất kỳ gia tộc nào, mà là một khu vực chung của 4 gia tộc lớn, nơi đây rất an toàn, địa thế lại đẹp nên phát triển rất tốt.
nhưng sau khi Hà Thị trỗi dậy thì thành này đương nhiên sẽ dần mang nhiều nét riêng của họ hơn. Cảnh sắc ở thành Thiên Nguyên khác Thần Châu, Ngô Bình đã ở trên đỉnh Thanh Nhất chơi một ngày rồi củng cố tu vi. Anh vừa tiến vào cảnh giới thần môn nên cần làm quen với trạng thái, hấp thu và luyện hóa sức mạnh to lớn trong duy độ cao để chính thức tạo bước chuẩn bị cho cảnh giới vạn tương. Ngô Bình ở trên đỉnh này 5 ngày, anh lại tu luyện được thêm vài thần thông, tinh thuật và dung nhập chúng thành thuật huyền áo, từ đó nâng cao lực chiến đấu lên thêm một bậc. Hôm nay, Hà Tử Trần đã đến. Mấy hôm trước, cô ấy bận rộn chuyện của Hà Thị nên không có thời gian ở cạnh Ngô Bình, giờ mới rảnh để đến tìm anh. Anh Bình, hôm nay Thiên Khuyết mở đấy, sẽ có 8 người được vào, anh có đi không? Ngô Bình, 8 người này đều là tu sĩ của Thiên Nguyên à? Hà Tử Trần, có 4 người ở ngoài, 4 người của Thiên Nguyên. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, sớm muộn cũng phải đi, để xem các thanh niên thiên tài trong thiên hạ thế nào nào. Thiên Khuyết nằm ở một khe núi, nơi đây từng do 4 gia tộc lớn cùng quản lý, nhưng giờ Thạch Thị không còn nữa nên sẽ do 3 nhà Hà, Thường và Lệ trông coi. Hiện giờ, người ở đây đông như biển, bầu không khí vô cùng náo nhiệt, nhiều thương lái cũng đến bán buôn. Thấy có nhiều người như vậy, Ngô Bình không nhịn được hỏi, sao đông thế? Hà Tử Trần cười nói, Thiên Khuyết mở là việc trọng đại, không ít tu sĩ sẽ đến xem náo nhiệt, cũng có môn phái đến tìm đệ tử có tư chất siêu việt để tuyển chọn. Lúc này, lối vào của Thiên Khuyết đã có mấy tu sĩ thanh niên rồi, Lệ Cửu Tiết cũng có mặt trong đám này. Xem ra anh ta đang chờ Thiên Khuyết mở, vẻ mặt anh ta có vẻ kiêu căng cùng một chút lo lắng. Hà Tử Trần, nửa tiếng nữa là Thiên Khuyết sẽ mở. Ngô Bình cười nói, thế cứ bình tĩnh, đi kiếm cái gì ăn đã. Có không ít các quán ăn ở đây, Ngô Bình tìm một quán bán lòng rồi ngồi. Ăn với Nguyệt Thanh Ảnh và Hà Tử Trần. Sau đó, anh lại ăn thêm vài quán nữa, mùi vị đều rất được. Thấy sắp đến giờ, anh mới lau miệng rồi đi tới lối vào Thiên Khuyết. Người phụ trách của Hà Thị đã nhận ra anh nên nhanh chóng tiến lên chào hỏi. Ngô công tử, còn vài phút nữa là Thiên Khuyết mở rồi, anh đến đúng lúc lắm ạ. Ngô Bình gật đầu rồi đứng chờ ở cửa. Lúc này, một công tử áo vàng đứng cạnh đó chợt nói, trông anh lạ thế. Ngô Bình nhìn người đó rồi nói, tôi không quen anh. Lệ Cửu Tiết nhìn qua rồi nói, đây là tiểu vương gia Hứa Thiên Châu của Vương Phủ Hắc Thủy. Ngô Bình thấy lạ, tại sao đi đâu anh cũng gặp người của Hoàng Triều Thái Sử thế nhỉ? Hứa Thiên Châu cười nói, Lệ công tử, anh quen anh ta à? Lệ Cửu Tiết có vẻ phức tạp đáp, anh ấy là Ngô Bình người đứng đầu đại hội quần hùng, hơn nữa còn là thầy luyện đan Thất Tử Đỉnh. Hứa Thiên Châu nghe xong thì vẻ cao ngạo đã biến thành ngại ngùng, người đứng đầu đại hội quần hùng ư. Hắn chắp tay nói, thì ra là Ngô công tử, tôi thất lễ rồi. Ngô Bình, không sao. Lệ Cửu Tiết ho khan một tiếng rồi nói, anh Ngô, nghe nói Hà Thị đã mua được khá nhiều đan dược nhất phẩm của anh, không biết tôi có thể mua một ít được không? Ngô Bình nhìn anh ta rồi nói, chuyện này để sau đi. Lệ Cửu Tiết, được, chờ rời khỏi Thiên Khuyết rồi tính nhé. Sau đó, anh ta tiến lại gần Ngô Bình rồi nói, Ngô công tử, nghe nói lần này Thiên Khuyết mở sẽ có ít nhất 300.000 người tham gia tuyển chọn. Thực lực của anh phi phàm như vậy, nhất định có thể tiến vào top 10 và có tư cách khiêu chiến bảng tiểu tiên. Ngô Bình, đều là người trẻ hết à? Lệ Cửu Tiết, tất cả người vào Thiên Khuyết đều không được quá 200 tuổi. 200 tuổi với tu sĩ mà nói thì vẫn là trẻ, dưới 100 thì như thiếu niên. Trong lúc họ đang nói chuyện thì cửa Thiên Khuyết chợt mở, một tia sáng màu tím bắn ra. Có người nói, các công tử, có thể vào rồi. Mọi người ùa vào trong. Không gian vặn vẹo, các sức mạnh giáng xuống, tất cả bọn họ đều bị cuốn lất rồi đến những nơi khác nhau. Không lâu sau, Ngô Bình thấy mình đang đứng ở một quảng trường rộng lớn, có khoảng 300 người ở đây, chắc là một nhóm nhỏ. Bầu trời có màu tím và rất cao, mặt trời tỏa sáng, phía xa xa là hư không, không có cảnh sông nước gì hết. Ngô Bình quan sát một lát thì thấy những người này đều đến từ các tiên giới khác nhau, ai cũng không hề đơn giản, trong đó người có tu vi thấp nhất cũng ngưng tụ được thần anh rồi, có người tu vi còn cao đến tầng thứ 9,
thứ 10 thần thông. Lúc này có một giọng nói vang lên bên tai mọi người, vòng tuyển chọn bắt đầu. Sau đây, mỗi người sẽ có một số. Ai lấy được số thì có thể tùy ý khiêu chiến một người. Chủ động khiêu chiến một lần thì đương nhiên được một điểm, nếu đánh bại đối thủ thì được cộng 2 điểm, còn thua thì không được điểm, hòa thì được một điểm, thời gian giới. Hạn trong 2 tiếng, hết giờ, 10 người có điểm cao nhất sẽ được khiêu chiến cao thủ trên bảng tiểu tiên. Bắt đầu. Sau đó, trên áo mỗi người đều xuất hiện một con số, Ngô Bình là số 9. Anh đang định khiêu chiến một người thì có người ở cạnh bước tới nói, số 9, tôi muốn khiêu chiến anh. Người đó vừa nói xong thì có một cột đá nhô lên giữa, cả hai nhảy lên rồi bắt đầu tỉ thí. Giao đấu kiểu này chẳng khó gì với Ngô Bình, anh đánh bại người kia bằng một chưởng, người đó hộc máu rồi lập tức mất lực chiến đấu. Sau đó trên tay anh xuất hiện một con số là 2. Điều này chứng tỏ anh đã đánh bại người khiêu chiến mình và giành được 2 điểm. Do chủ động khiêu chiến sẽ được cộng điểm nên mọi người thi nhau khiêu chiến người khác, vì dù thua thì vẫn có được 1 điểm. Đương nhiên khiêu chiến cũng có nguy hiểm, vì nhỡ có thể bị đối thủ giết chết. Bây giờ, liên tục có người rơi xuống, người bị thương nặng, người bị nhẹ, có người còn bỏ mạng. Ngô Bình chọn một cột khác rồi nói, số 176 lên đây đê. Được. Quỳnh. Một nắm đấm bay ra, số 176 đã bị đánh bay, cơ thể nát bét, bị thương rất nặng. Ngô Bình ra tay quá nhanh, gần như chỉ mất 1 đến 2 chiêu là có thể giải quyết được một vòng đấu. Anh nhảy từ cột này sang cột khác, mỗi khi đánh bại một người, con số trên tay trái của anh lại tăng thêm 3 điểm. Lúc trước ở đây có 300 người, nhưng giờ hầu hết đã bị thương hoặc bỏ mạng, số người còn trụ lại ngày một ít. Khi Ngô Bình khiêu chiến người thứ 100 thì chỉ còn hơn chục người trên quảng trường này đang chiến đấu thôi. Số người ít dần, khi Ngô Bình khiêu chiến đến người thứ 120 thì không còn ai để đánh nữa rồi, đa phần họ đều đã bị khiêu chiến hoặc bị thương. Một trong các quy tắc của vòng tuyển chọn là người đã bị thương có thể từ chối khiêu chiến của người khác, cũng có thể từ bỏ trận đấu. Sở dĩ tình trạng này xuất hiện cũng là có liên quan đến Ngô Bình, thực lực của anh quá mạnh. Hơn nữa lại hạ gục đối thủ quá nhanh. Những người bị anh đánh bại đều có thực lực tương đối mạnh, vậy mà họ cũng đã bị giảm thực lực chiến đấu nên vòng tuyển chọn mới kết thúc sớm hơn. Lúc này có một tiếng chuông vang lên tuyên bố vòng tuyển chọn kết thúc, điểm của Ngô Bình là cao nhất, tổng là 362 điểm. Người thứ hai kém anh rất xa, chỉ có 205 điểm còn người thứ ba là 187 điểm. Vì thế, Ngô Bình đã thành công tiến vào top 10. Sau đó vô vàn tia sáng chiếu xuống, tất cả những người bị chết, bị thương hoặc không lọt vào top 10 đều biến mất trước mặt bọn họ. Chỉ còn 10 người ở lại, đó chính là top 10 của vòng tuyển chọn, sau đó lại có một giọng nói vang lên. Người đứng đầu sẽ nhận được 2 cơ hội khiêu chiến top 300 trên bảng tiểu tiên, đồng thời có phần thưởng khiêu chiến nhân đôi. Người thứ hai và thứ ba cũng nhận được một cơ hội khiêu chiến top 300 của bảng tiểu tiên và phần thưởng khiêu chiến nhân đôi. Người thứ tư đến người thứ 10 nhận được một cơ hội khiêu chiến top 300 trên bảng tiểu tiên. Ngô Bình không ngờ mình có đến 2 cơ hội, hơn nữa còn có phần thưởng khiêu chiến nhân đôi. Quỳnh, một tấm bảng to oành màu vàng rơi từ trên cao xuống, tấm. Bảng này cao vạn trượng, rộng 3.000 trượng. Bên trên có tên của 500 người người được viết bằng chữ vàng, đó chính là top 500 của bảng tiểu tiên. Bảng tiểu tiên. 9 người khác đều ngạc nhiên hô lên, sau đó căng thẳng tới mức nuốt nước miếng. Chỉ có Ngô Bình là bình tĩnh như không, anh nhìn tên trên bảng, tên của người trên cùng là to nhất gần như chiếm 1/5 của bảng. Tên của người thứ hai thì nhỏ hơn nhiều, hơn nữa cũng không sáng bằng. Cứ thế, càng về sau thì chữ càng nhỏ. Sau top 300 thì tên của mọi người đều cực kỳ nhỏ, phải nhìn kỹ thì mới thấy rõ là viết gì. Tôi muốn khiêu chiến người thứ 299, Ngư Phục Sinh, một tu sĩ cạnh đó đứng thứ 7 lên tiếng. Được. Một cái tên trên bảng phát sáng, một tia sáng chiếu xuống che phủ tu sĩ kia, sau đó cả tia sáng và người đó đều biến mất, rõ ràng, anh ta đã được đưa đến một nơi khác. Những người còn lại không đưa ra quyết định nhanh như vậy, ai nấy đều tập trung nhìn lên bảng với vẻ căng thẳng rồi không ngừng tính toán.
Hầu hết họ chỉ có một cơ hội, nếu thất bại thì sẽ bị đưa đi, vậy là coi như công cốc chuyến này. Ngô Bình nhìn lên bảng, anh có hai cơ hội khiêu chiến nên quyết định sẽ chọn người thứ nhất và thứ hai. Ngô Bình nói, tôi muốn khiêu chiến người thứ hai là Trác Thanh Lân. Nghe thấy thế, tám người khác đều kinh ngạc rồi lần lượt khuyên anh. Anh này, anh hãy nghĩ cho kỹ. Người đứng thứ hai trên bảng tiểu tiên gần như đã ở bảng đại tiên rồi. Anh khiêu chiến họ thì chẳng khác nào khiêu chiến cường giả trên bảng đại tiên đâu. Ngô Bình thờ ơ nói, tôi nghĩ kỹ lắm rồi. Duyệt. Một giọng nói vang lên, sau đó lại có một tia sáng chiếu xuống rồi cuốn Ngô Bình đi mất. Vài phút sau, Ngô Bình đã xuất hiện trên một lôi đài khổng lồ có đường kính vài trăm mét, xung quanh đều là mây, hình như trên các đám mây ấy có rất nhiều người đang ngồi quan sát. Ngô Bình thấy rất ngạc nhiên, không hiểu sao có nhiều người xem tỉ thí thế. Nhưng anh không biết là chỉ có người đứng trong top 10 như anh mới thu hút nhiều người tới xem và cá cược. Anh vừa xuất hiện, đã có một giọng nói vang lên bên tai, tiểu tử, đánh cho cẩn thận đấy, tôi cược cậu rồi. Nếu cậu đánh thắng người đứng thứ hai này thì tôi sẽ thưởng cho cậu 1 tỷ tiền đại đạo. Một giọng nói khác, cậu bạn, lão phu cược cậu thắng đấy nên đánh đấm cẩn thận vào. Cậu mà thắng thì tôi sẽ chia cho cậu 1 phần tiền cược, hơn nữa còn tiếp tục cược cậu thắng ở ván sau. Trong vài phút ngắn ngủi, đã có 5 người thầm liên lạc với Ngô Bình và nói là cược anh thắng. Xong, anh cũng nghe thấy một vài giọng nói khó chịu. Người qua vòng tuyển chọn thôi mà dám khiêu chiến người đứng thứ hai, đúng là chán sống rồi mà. Thật, người thứ hai biết mình bị một tên mới qua vòng tuyển chọn khiêu chiến thì kiểu gì cũng giết tên này ngay. Không sau này ai cũng đòi khiêu chiến thì hắn sẽ phiền chết mất. Ha ha, như thế cũng hay. Ít ra cũng khá thú vị. Rõ ràng những người này cố ý nói to cho Ngô Bình nghe thấy. Ngô Bình chẳng thèm bận tâm. Đến mấy lời nói đó, anh đứng yên tại chỗ rồi chờ đối thủ xuất hiện. Khoảng 5 phút sau, có một người đàn ông đáp từ trên cao xuống, hắn mặc một bộ đồ ngủ, tay đang cầm chén rượu, trên mặt còn vệt son của phụ nữ. Rõ ràng trước đó, hắn đang hưởng thụ. Nhưng người trên bảng có thể bị khiêu chiến bất cứ lúc nào nên hắn buộc phải tới. Chính vì thế nên hắn đang nhăn nhó mặt mày, sau đó lườm Ngô Bình rồi nói, phá hỏng mộng đẹp của tôi sẽ cho cậu chết dần chết mòn, chuẩn bị hưởng thụ cảm giác đau đớn đi. Ngô Bình nhìn người đó thì thấy hắn ở tầng thứ 10 thần thông, đã trải qua đại thần kiếp, thần anh cũng đã trưởng thành và hóa thành dương thần. Dương thần là mở đại đạo, điều kiện cần thiết để tiến vào đạo cảnh. Không có dương thần thì không thể đột phá đạo cảnh được. Anh nghĩ nhiều rồi, hôm nay tôi sẽ giành vị trí trên bảng tiểu tiên của anh. Người kia tên là Trác Thanh Lân, hắn cười nói, cũng cứng miệng đấy, tôi thích. Khiêu chiến bắt đầu. Một giọng nói như tiếng chuông vang lên, sau đó Trác Thanh Lân đã biến mất, chỉ còn một cơn gió thoảng thổi trên lôi đài. Ngô Bình nhắm mắt lại, sau đó chợt tung một quyền ra. Trác Thanh Lân đã xuất hiện trở lại, quyền vừa rồi của Ngô Bình đã đấm trúng vai hắn. Đòn tấn công của Ngô Bình có sức lực lớn, lực kình mạnh nên vai của Trác Thanh Lân đã gãy, hắn đau đớn kêu lên. Ngô Bình thừa thắng xông lên, tiếp tục tung thêm một chưởng và 2 quyền nữa. Bụp! Chưởng thứ nhất của anh va chạm với tay trái của Trác Thanh Lân, kết quả là cổ tay của hắn đã gãy. Sau đó hắn trúng thêm một chưởng vào ngực và một đòn vào bụng. Trác Thanh Lân nằm vật ra đất như bùn nhão, mặt tái mét, toàn thân bất động. Ngô Bình thờ ơ nói, lẽ ra anh chưa đủ tư cách cho tôi khiêu chiến đâu, nhưng vì tôi có 2 cơ hội, không muốn phí phần thưởng nên mới cho anh chút vinh hạnh thôi. Mọi người như chết lặng, sau đó là tiếng vỗ tay như sấm rền. Một tia sáng chiếu xuống mang Trác Thanh Lân đi, sau đó có 5 chiếc nhẫn rơi xuống quanh lôi đài, trong mỗi chiếc nhẫn đều chứa rất nhiều tiền đại đạo. Ngô Bình không chút khách sáo mà giơ tay nhận hết, sau đó anh chắp tay hỏi, trận khiêu chiến tiếp theo vẫn ở đây ư? Người đầu tiên nói chuyện với anh lên tiếng, cũng được, cậu chỉ cần nói tên người muốn khiêu chiến, người đó sẽ được đưa tới đây. Ngô Bình gật đầu, tôi muốn khiêu chiến người đứng đầu bảng tiểu tiên là Diệp Thiên Kình. Giọng nói kia, Duyệt. Nghe thấy Ngô Bình định khiêu chiến người đứng thứ nhất, mọi người chẳng ngạc nhiên chút nào.
dẫu sao anh cũng hạ được người thứ hai một cách nhẹ nhàng, giờ khiêu chiến tiếp người thứ nhất cũng là chuyện hiển nhiên. Lúc này, giọng nói kia lại vang lên, cậu có nửa tiếng để nghỉ ngơi. Ngô Bình, xin hỏi, phần thưởng khi đánh bại người đứng thứ nhất là gì? Giọng nói kia, phần thưởng nhân đôi, cậu có thể nhận. Được 200 tỷ tiền đại đạo, một món chú pháp cấp thượng phẩm và một bộ võ kỹ cấp thượng phẩm. Ngô Bình từng nghe có người bảo chú pháp và võ kỹ chia thành các cấp như thiên, địa, thần và linh. Mỗi cấp đều chia tiếp thành thượng, trung phẩm, trong đó chú pháp, võ pháp cấp địa đã là giới hạn của tu sĩ thần thông rồi. Cấp cao hơn thường chỉ có cường giả đạo cảnh mới thi triển được. Nhưng chú pháp và võ pháp cấp thượng phẩm cũng rất hiếm, uy lực của chúng để giết tu sĩ cảnh giới thần thông cùng cấp, nếu gặp cường giả đạo cảnh cũng có lực sát thương nhất định. Lúc này chợt có một giọng nói vang lên bên tai Ngô Bình, người đứng đầu bảng tiểu tiên cũng là người đứng thứ 154 trên bảng đại tiên. Họ đều là thiên kiêu trong giới tu hành nên thực lực rất mạnh, vì thế giờ cậu học chú pháp và võ kỹ thượng phẩm để nhanh chóng nâng cao thực lực. Ngô Bình biết người này muốn anh thắng nên mới nhắc nhở, vì thế anh đã yêu cầu lấy phần thưởng. Ngay sau đó đã có một chiếc nhẫn ngọc rơi xuống tay anh. Bên trong nó có phần thưởng khi anh đánh thắng người đứng thứ hai trên bảng tiểu tiên, gồm 200 tỷ tiền đại đạo và một môn chú pháp và một môn võ kỹ thượng phẩm. Ngô Bình không lãng phí 30 phút nghỉ ngơi mà lập tức ngồi xuống lĩnh ngộ chú thuật. Chú thuật này có tên là kim thân chú, sau khi thi triển thì tu sĩ sẽ biến thành trạng thái kim thân. Nhờ đó mà có thể tăng lực chịu thương tổn lên cao gấp 5 lần. Đồng thời chỉ cần lực tấn công của đối thủ không mạnh hơn mức chịu đựng của chú thuật khoảng 3 lần thì người thi triển sẽ không bị thương. Ngoài ra, sau khi kim thân bị tấn công còn có thể sinh ra hiệu quả dịch chuyển, người thi triển sẽ lách ra sau đối thủ và tránh được nhiều đòn tấn công. Nhưng chỉ sử dụng được chức năng này trong một khoảng thời gian cụ thể là bao lâu phụ thuộc vào thể chất của mỗi người, có người được vài tiếng, người chỉ được vài phút. Sau khi hiểu về hiệu quả của kim thân chú, Ngô Bình không khỏi ngạc nhiên, hiệu quả của chú thuật cấp địa đã nghịch thiên vậy rồi, thế chú thuật cấp thiên còn mạnh tới đâu. Anh nhanh chóng tu luyện, sau đó thân, niệm và ngôn đã hợp nhất thành công, nhờ có kinh nghiệm tu luyện phong phú nên loáng cái, anh đã luyện xong. 15 phút sau, cơ thể của Ngô Bình đã biến thành màu vàng nửa trong suốt, làn da cũng hình thành một màng chắn chú lực hình cầu. Thấy thế, mọi người ở xung quanh đều hô lên. Mới 15 phút mà đã luyện thành chú pháp cấp thượng phẩm rồi, tư chất tốt chưa từng thấy luôn. Đúng là tu sĩ khiêu chiến người đứng đầu có khác, tôi thấy cậu ấy nắm gần chắc phần thắng rồi. Luyện thành kim thân chú xong thì Ngô Bình tiếp tục tu luyện võ kỹ kia. Võ kỹ này có tên thất tinh quyền, khi thi triển cần mượn sức mạnh của 7 vì sao để tạo ra đòn tấn công mạnh nhất. Nghe nói võ kỹ này rất khó tu luyện, dù người có tư chất cực tốt tiếp xúc cũng mất nửa năm cho đến 1-2 năm. Dẫu sao có thể cảm nhận và hấp thu được tinh lực cũng không phải chuyện dễ. Song, Ngô Bình không hề gặp khó khăn này, anh nhanh chóng cảm nhận được 7 vì sao ngay, sau đó anh sử dụng tinh lực có sẵn trong người để thi triển võ kỹ. Quỳnh! Một tiếng động mạnh vang lên, dưới chân Ngô Bình xuất hiện một bản đồ thất tinh răng khắp lôi đài. Trên cao cũng xuất hiện ảo ảnh của các vì sao lượn quanh người anh. Sau đó, ảo ảnh biến mất, Ngô Bình dẫm lên 7 vì sao, mỗi bước đi của anh đều lưu lại một hóa thân, nhưng khí tức của anh đã mạnh hơn một bậc. Sau 7 bước, một luồng uy thế kinh thiên động địa đã lan ra. Tiếp đó, 7 hóa thân hợp thành một quyền ấn bay lên cao tạo thành một lỗ đen ngòm trên trời, mãi sau vẫn chưa lấp lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 170.